Cảm ơn các anh chị đại lý đến với buổi cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay ạ. Ngày mai thì là một ngày rất là đặc biệt, thì không biết là các anh chị nhà mình có nhớ là ngày gì không ạ? Dạ vâng ạ, chào các anh chị ạ. Ngày mai là ngày gì các anh chị nhỉ? Vâng ạ, chuẩn luôn đấy ạ. Vâng ạ, ngày mai là ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam đúng không ạ? Và nhân ngày Phụ nữ Việt Nam thì em xin gửi đến các chị những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các chị nhà mình vui vẻ này, mạnh khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc và luôn tràn đầy năng lượng. Và đồng thời nó cũng mong tất cả các anh các chị tiếp tục cùng đồng hành với Midu trong thời gian tới ạ. Và theo văn hóa của Midu thì chúng ta có thể cùng bật mic lên để chào nhau và gửi nhau tới một lời chúc một buổi tối thật là hiệu quả và năng lượng được không ạ? Em Dạ, chào xin cả mời nhà. các anh chị. Vâng ạ. Em Chào chào cả mừng nhà. Em chào cả đi. nhà. Chào cả Chào cả nhà. nhà. Chào cả nhà. Dạ, Chào cả chào nhà. các anh chị ạ. Chào cả nhà. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh chị. Và tuần vừa rồi, ngay tuần này thì vừa mới có thêm hơn 200 chuyên gia vừa mới tốt nghiệp cả khóa K34. Thế nên là buổi ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những gương mặt mới, những anh chị vừa mới tốt nghiệp và lần đầu tiên tham gia cái chương trình đào tạo chuyên sâu của Midu đúng không ạ? Và hôm nay thì ai là người mới lần đầu tiên tham gia thì mình có thể comment số 1, và ai là chuyên gia kỳ cựu thì mình hãy comment số 2 anh chị nhé. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị. Rất là nhiều số 1 đúng không ạ? Các anh chị nhà mình rất là chăm học luôn. Dạ vâng ạ, chắc chắn là những anh chị số 1 khi mà mình lần đầu tiên tham gia thì mình cũng sẽ chưa biết được về những cái mô đun đào tạo trong cái chương trình chuyên sâu này đúng không ạ? Vậy thì em xin phép là em sẽ nói lại một chút về cái chương trình ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay là cái sân chơi riêng dành cho chuyên gia phát triển chiều cao của Midu, và trong các cái buổi cộng đồng chuyên gia thì sẽ đều có các phần đào tạo chuyên sâu của thầy Hợp, phần hỏi đáp kiến thức hết sức tuyệt vời của bác sĩ Hiên, và không chỉ thế mà còn có cái phần vinh danh những chuyên gia xuất sắc của Midu nữa anh chị ạ. Và ngày hôm nay sẽ có hai chuyên gia xuất sắc sẽ được vinh danh và cùng chia sẻ với chúng ta trong cái chương trình ngày hôm nay. Cả nhà có hồi hộp là ai không ạ? Các anh chị có hồi hộp không ạ? Có mong chờ được học hỏi kinh nghiệm từ những cái anh chị mà đã có những cái kết quả tốt không ạ? Không ai mong chờ à? Có ai mong muốn mình sẽ là người được vinh danh không ạ? À? Vâng ạ, cảm ơn các anh chị. Em cũng đang rất là hào hứng, rất là hồi hộp để lát nữa được vinh danh, được xướng tên các anh chị trong chương trình ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì mỗi cái chương trình cộng đồng chuyên gia thì đều sẽ có những cái phần quà may mắn. Mình vừa đi học, mình vừa được kiến thức, mình lại còn vừa được tặng quà nữa thì có thích không ạ? À? Các anh chị có thích được nhận quà không ạ? Vâng ạ. Và trước khi bắt đầu chương trình thì hầu hết là chúng ta đã lấy mã số dự thưởng rồi đúng không ạ? Vậy còn có anh chị nào trong Zoom hôm nay mình chưa lấy cái mã số để cuối giờ quay số trúng thưởng không ạ? Còn ai chưa có mã số không ạ? Vâng ạ, thì nhờ admin sẽ gửi lại cái đường link lấy mã số nhé, để cuối giờ chúng ta sẽ có phần quay số trúng thưởng. Các anh chị nhớ lấy link, lấy mã số luôn nha, lấy ngay nha. Tại vì đến tầm khoảng 9 giờ là admin sẽ khóa lại cái đường link lấy mã số này để tổng hợp mã số. Sau đó là chúng ta sẽ có cái phần quay số trúng thưởng nữa. Nên là chắc chắn là sẽ cái link này sẽ được khóa lại sớm. Nên là các anh chị hãy lấy luôn đi ạ. Đến 9 giờ là sẽ khóa cái link này lại đấy ạ. Và cuối giờ ngày hôm nay thì sẽ có cái phần quay số trúng thưởng và em sẽ gửi đến những anh chị may mắn một phần quà bí mật từ Midu.
Và thông thường thì những buổi đào tạo thì em sẽ phổ biến những cái nguyên tắc, nhưng mà ở đây thì các anh chị đều đã là chuyên gia rồi, đã quen với văn hóa của Midu rồi, nên chúng ta cứ coi nhau như người nhà. Em chỉ có một yêu cầu duy nhất là các anh chị cười thật tươi thôi, được không ạ? Cả nhà mình tươi chưa ạ? Vâng, em thấy tươi lắm rồi đấy ạ. Vâng ạ, và không để các anh chị phải chờ lâu nữa, thì bao nhiêu trong số các anh chị đã sẵn sàng cho buổi cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay thì hãy gõ lên khung chat cho Midu ạ. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị. Vâng, và phần đầu tiên của chương trình sẽ là phần chia sẻ về cái kết quả chiều cao của các con. Thực ra thì ở Midu không có kết quả mới là lạ, chứ có kết quả thì là điều hết sức bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ ngồi lại với nhau chia sẻ, khoe cái kết quả của con mình. Nhìn thấy các con lớn lên từng ngày là điều hết sức tuyệt vời, đúng không các anh chị? Và ngày hôm nay thì em xin phép là mời lên đây hai chị đối tác kinh doanh đã học cái chương trình trở thành chuyên gia phát triển chiều cao, đã giúp được cho con mình, và khi có được những cái kết quả tuyệt vời đó thì lại giúp được cho các con ở trong cộng đồng nữa. Và các chị sẽ chia sẻ cái kết quả của bản thân con mình cũng như là cái kết quả của những bạn nhỏ đã giúp chị, các chị đã giúp được nó tuyệt vời như thế nào ạ? Vâng ạ, và đầu tiên thì em xin mời câu chuyện của chị Sinh, chị Nguyễn Sinh. Chị Sinh đã vào Zoom chưa thì mình hãy giúp em là giơ tay lên để em có thể spotlight mình chị nhá. Chị Sinh đã vào Zoom chưa ạ? Vâng ạ, nếu mà chị Sinh chưa vào thì em xin phép là sẽ mời chị Nguyễn Thu trước nhá. Chị Nguyễn Thu có thể giơ tay giúp em được không ạ? Vâng, em chào chị. Chị bật mic đã nhá, chị bật mic. À Rồi đây, ạ, được rồi đấy ạ. chị bật mic rồi. Rồi xin chào em xinh đẹp Thanh Huyền. Em xin chào bác sĩ Hiên cùng Đấy, với anh Hợp cùng tất cả các mày anh chị em chuyên gia gửi cái đang link này lên nhóm luôn đúng không? có mặt trong Hả? buổi tối ngày hôm nay ạ. Huyền Được không? nghe được chị nói rõ không? Được gửi không? Hay là có Có, chị tin chờ em nhắn? một xíu. Chị bật lại mic giúp em nhé. Rồi. Rồi ạ. Nghe được rồi đúng không em? Vâng, vâng ạ. Dạ vâng, rất là vui khi mà buổi tối ngày hôm nay em được tham gia cùng với cả nhà mình trong cái buổi cộng đồng chuyên gia, và em xin được giới thiệu một chút về bản thân mình. Em tên là Nguyễn Thu, năm nay em Thu 40 tuổi, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Và khi mà trở thành chuyên gia phát triển chiều cao thì thấy mình thật là hạnh phúc. Đầu tiên đó là giúp được chính cho con của mình phát triển được chiều cao hơn mỗi một ngày. Khi mà em trở thành chuyên gia phát triển chiều cao ấy, thì con của em đúng vào trong cái giai đoạn phát triển đỉnh đó, tức là năm nay con 11 tuổi. Thì sau khi mà tốt nghiệp cái khóa phát triển chiều cao thì em có làm cái phác đồ dự đoán chiều cao cho con. Thì tại cái thời điểm đó thì chiều cao của con cũng là trên chuẩn độ 2. Con đạt là 147 cm, và dự báo chiều cao tuổi 20 của con đó là 175 cm. Thì em áp dụng cho con đó là sử dụng một ống Miru Vena Q7, sử dụng cho con liên tục trong 3 tháng, kết hợp với những kiến thức mà được bác sĩ Hiên dạy cũng như là anh Hợp đã truyền đạt trong các buổi học, và cũng như là học tập các kinh nghiệm của các chuyên gia đã áp dụng cho con của mình. Thì sau 3 tháng rất là vui khi mà mẹ làm lại phác đồ cho con ấy, thì cái chiều cao của con đã tăng lên rất là đáng kể. Con cao được 151 cm, và dự đoán cái chiều cao tuổi 20 của con là 182 cm. Như vậy là con đã hơn cha, bởi vì là bố của con thì cũng chỉ cao được 1m75 thôi. Và cứ cái đà như thế này, mẹ luôn đồng hành cùng với con và sử dụng sản phẩm của Minumela Q7, thì em tin chắc là con sẽ đạt được cái chiều cao như là mình đã làm cái phác đồ rồi. Và rất là vui khi mà con đi học thì con luôn đứng ở cái top đầu về chiều cao ạ. Khi mà con của mình phát triển một cách gần như là bố mẹ nhìn thấy rất là rõ, cũng như là hàng xóm nhìn thấy con của mình lớn hơn so với cả các bạn cùng tuổi ấy, thì em Thu cũng rất là tự tin là để giới thiệu lan tỏa cái sản phẩm Minumela Q7 đến với cộng đồng. Bản thân em Thu thì hay lựa chọn cái phương thức đó là quay video.
giới thiệu sản phẩm cũng như là chia sẻ những cái bí quyết để giúp cho con của mình cao lớn hơn mỗi ngày. À, nó sẽ rất là thực tế, bởi vì là người thực việc thực nhìn thấy con của mình như vậy thì mình rất là tự tin để chia sẻ. À, và mỗi một cái video khi mà em thu quay ấy, thì cũng được cộng đồng đón nhận rất là nhiều. À, ngoài những cái khách hàng mà đã sử dụng Minumela Q7 rồi ấy, ở đây thì ngay từ đầu MC Thanh Huyền cũng đã nói rồi. Ừ, khi mà sử dụng với sản phẩm của Minumela Q7 thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái kết quả đáng là phải ca ngợi. Đấy, và có một cái câu chuyện hôm nay muốn chia sẻ cùng với cả nhà. À, đó là một cái khách hàng hoàn toàn lạ của em ở trên Facebook. Bạn này tên là Hải ở Bắc Giang. Thì khi mà dịp tháng 9 vừa rồi thì bạn có hai con, một con thì năm nay bắt đầu bước vào lớp 1, cùng với cái niềm vui và đưa con đến tiệu trường ấy, thì khi mà trở về nhà thì bố có một cái điều rất là trăn trở và đã nhắn tin riêng để hỏi em là con của em thì năm nay ba cháu bước vào lớp 1, nhưng khi đưa con đến nhập học ấy, con lại thấp hơn các bạn ở trong lớp rất là nhiều, và điều làm cho em rất là lo lắng là nếu như mà cứ cái đà như này thì sau này con nó sẽ rất là thấp, và khi mà con đã bị thấp rồi ấy, thì con sẽ bị tự ti trong cuộc sống. Và em đã làm phác đồ dự đoán chiều cao cho con thì cho cái kết quả đó là dự báo cái tuổi cái chiều cao ở tuổi 20 của con nó chỉ đạt được 166 cm, và với bạn nam như vậy là thấp đúng không ạ? Thì sau khi được chuyên gia phân tích nguyên nhân làm sao mà con thấp này hơn các bạn, và đưa ra cái giải pháp để cho con làm sao mà bố sẽ đồng hành cùng với con để giúp cho con phát triển được chiều cao, thì bạn Hải có hai bé, một bé học lớp 1 đó. À, thì chiều cao của con là dưới chuẩn độ 2, thì em Thu có để cho con uống là hai ống Minumela Q7. Và con bạn bé gái thì chiều cao tốt hơn anh, tức là chỉ ở cái chiều cao đó là chuẩn độ 1, thì em Thu để là uống một ống Minumela Q7. Và sau khi mà bố bố rất là đồng hành cùng với con nhé, liên tục, đó là đặt luôn cả cái trạm nhảy chiều cao để cho hai bé bật nhảy hàng ngày, kết hợp với chế độ là đi ngủ đúng giờ, chế độ dinh dưỡng, và uống đúng sản phẩm, đúng ngủ đều như chuyên gia đã hướng dẫn. Thì sau 20 ngày em Thu có nhắn tin hỏi lại bố về cái kết quả là con có chăm uống không, hay là con lại uống một bữa uống bữa không ấy, thì bố nói rằng là khi mà bố nghe nghe chuyên gia phân tích và cũng nói lại cho con ấy, thì hai con cũng rất là háo hức, và đặc biệt đó là có cái bộ trạm nhảy chiều cao ấy, thì hai con gần như là đi học hay đi qua là lúc nào cũng phải nhảy lên để đập cái trạm nhảy chiều cao đó. Thì sau 20 ngày thực sự là em Thu rất là hạnh phúc khi nhận được cái phản hồi từ bạn Hải, đó là bạn là con trai thì sau 20 ngày sử dụng bạn ấy đã cao lên được 2 cm, và bạn con gái thì cao được 1 cm. Bố rất là hạnh phúc và gần như là vỡ òa. Để làm chuyên gia mà mình giúp được khách hàng của mình có được cái kết quả như vậy thì em thấy rất là hạnh phúc và thấy tin tưởng tuyệt đối vào sản phẩm Minumela Q7. Một niềm vui hơn nữa đó là từ khách hàng sử dụng sản phẩm cho con có kết quả, và em đã giúp được bạn Hải trở thành chuyên gia phát triển chiều cao. Bạn đã có cái công cụ để làm phác đồ dự đoán chiều cao cho con cũng như là cho các cái khách hàng của bạn Hải. Và ở đây em nhận thấy một cái điều đó là cái giá trị nhân văn mà Midu mang lại cho chuyên gia đấy, đó là cái giá trị mà lan tỏa làm sao mà góp một phần nhỏ bé của mình để nâng cao cái tầm vóc Việt. Đó là cái điều mà em thấy là thật sự hạnh phúc khi mà mình trở thành chuyên gia phát triển chiều cao. Và trong cái buổi Zoom ngày hôm nay có thể là cũng có các chuyên gia mới tốt nghiệp ấy, thì chúng ta hãy nghe những câu chuyện của các chuyên gia đi trước kể lại, đó là những câu chuyện người thực việc thực đó, để chúng ta làm sao vững tin vào sản phẩm và vững tin vào cái con đường mà mình đã lựa chọn ạ, đồng hành cùng với Midu. Và cũng xin chúc là tất cả các chuyên gia của chúng ta ở đây cũng như là đội ngũ của Midu là luôn có một sức khỏe tốt, và làm sao chúng ta sẽ thực hiện thật là tốt cái sứ mệnh đó là nâng cao tầm vóc Việt. Và cái phần chia sẻ của em Thu thì xin được dừng ở đây. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe ạ. Dạ vâng ạ, dạ vâng, cảm ơn câu chuyện của chị Thu ạ. Cả nhà có thấy chị Thu là một chuyên gia vô cùng là xuất sắc đúng không ạ? Chị Thu đã lan tỏa được sản phẩm, đã giúp được cho rất là nhiều bé trong cộng đồng. Và đây là một vài những cái trường hợp mà những em bé đã được chị giúp. Cả nhà hãy thả bông thả tim để chúc mừng cho một chuyên gia xuất sắc đi ạ. Chúc chị càng ngày càng lan tỏa và giúp được cho nhiều bạn nhỏ hơn nữa. Và chúc là thế hệ tương lai của Vidu, thế hệ tương lai của chúng ta sau này sẽ đều là những em bé chân dài, em bé trai cao 1m8, bé gái cao 1m7 đúng không ạ? Vâng ạ, cảm ơn chị Thu ạ. Cả nhà hãy thả bông thả tim để chúc mừng cho chị Thu đi ạ.
Vâng ạ, và em vừa nhận được thông tin là chị Sinh, một chị đại lý cũng đã có những cái kết quả rất là tuyệt vời, đã vào Zoom rồi. Thì chị Sinh hãy giúp em là mình hãy giơ tay để em spotlight mình nhé. Vâng ạ, em chào chị. Chị bật mic nhé. Rồi, Dạ, em ok. chào chị ạ. Rồi, xin chào tất cả 138 anh chị em có mặt trong buổi tối của ngày hôm nay nhé. Xin chào, ở cái tối này nó cũng hơi ồn một tí nhưng mà xin nói cả nhà có nghe rõ không nhỉ? Dạ rõ chị ạ. Rồi, ok. Xin cũng xin lên đây để nói chung là hôm nay được vinh dự được nhà Mizu làm Mi đu chị nhé, mi đu nha. gọi Hồi được hộp quá đúng không ạ? những cái kết quả mà mình đã đạt được cho những cái bé mà mình đang lan tỏa bi du ấy, thì là như bản thân trước hết là mình xin nói về cơ bản với cái như con nhà mình ấy, kết quả của con là mình là cái đầu tiên mà mình rất là tâm huyết, thì thực sự là cái chiều cao của con mình ấy gọi là nó quá khiêm tốn, đối với vợ chồng mình thì cả vợ chồng mình đều rất là thấp, cho nên là khi mà con ở độ tuổi mà 2 tuổi thì mình cũng đã rất là tâm huyết và muốn con có một cái chiều cao gọi là vừa để coi là sau này con đỡ thiệt thòi trong tất cả những cái tương lai của con sau này. Nên là mình đã tìm đến rất là nhiều sản phẩm để mình bổ sung cho con, nhưng mà những cái sản phẩm mình bổ sung cho con trước kia ấy thì thực sự là mình nói chung là chưa có kiến thức, cái thứ nhất là chưa có kiến thức, cái thứ hai nữa là mình cũng chẳng biết là trong cái những cái sản phẩm đấy nó là những cái sản phẩm gì, chỉ cần biết là đi ra tiệm là bảo là mua canxi cho con mỗi lần mà cảm thấy con thiếu canxi thôi đấy. Cho nên là nói chung là khi mà mình cho con uống rất là lâu dài, vì mình là bản thân mình là người mẹ, mình hiểu rằng là bổ sung canxi cho con là một vấn đề mà nên làm, và cái chiều cao khiêm tốn của con như vậy nữa, cho nên là đến lúc mình tâm huyết như thế, cho nên khi mà vào kinh doanh đồ Robby ấy thì là mình cũng xin giới thiệu một chút, đó là mình là sinh viên, mình đến từ Nam Định và mình tham gia kinh doanh cái đồ Robby được 1 năm, đến hôm nay là tròn 1 năm và đang có một tí thành tích nho nhỏ, đó là cốt 2 sao. Thì khi mà đi lan tỏa đi đu ấy thì mình nói thật là mình đã trải nghiệm cho con mình cả 2 con mình luôn, có nghĩa là con mình là có một bạn 9 tuổi và một bạn 7 tuổi, thì là như con trai mình ấy thì là cái chiều cao nó dưới chuẩn rất là nhiều, thì mình rất là lo lắng. Cái thứ hai còn cái bé của bé 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 gái ấy, thì là chiều cao dưới chuẩn độ 2, thì là trong quá trình mình cho con uống thì mình nói thật là cái thời điểm đấy mình không có tiền để mà cho con uống cả 2 bạn đâu, nhưng mà cái bạn bé thì mình cho uống trước và cái bạn lớn thì mình cho uống sau. Nhưng mà kết quả cái bạn lớn thì cho mình thấy rất là rõ rệt một điều, đó là trong 1 năm mình canh từ bắt đầu đầu năm học, từ ngày 9 tháng 5 bắt đầu mình làm phác đồ cho con và mình đo rất cẩn thận, thì là đến cuối năm học mình con mình tăng được hơn 15 cm đấy, và con mình nó cao vượt trội luôn, có nghĩa là cao vượt trội so với các bạn ở trong lớp luôn á, có nghĩa là mình không chia sẻ lên đây được, mình đang ở ngoài đường nên là không chia sẻ lên đây được cái hình ảnh mà con đứng nhận thưởng cùng với các bạn đang cùng lớp ấy, có nghĩa là con cao vượt trội, cao cao thấy rõ luôn. Thế nên là mình rất là tâm huyết và mình dám tin chắc một điều rằng là mình dám cam kết, và cam kết với khách rất là nhiệt tình luôn, mình nói thật, có nghĩa là cam kết với khách, nhưng mà khi mình chia sẻ đến khách thì tất cả khách hàng cũng đã có cho mình những cái feedback thật là tuyệt vời, đó là khách cứ uống của con 3 tháng thì khách nhắn tin cho mình là chị ơi con em tăng được 5 xăng rồi đấy, hoặc là 6 xăng rồi, đó là những cái sản phẩm, những cái hiệu quả về cái những cái feedback đấy để làm cho mình có động lực thêm để mình chia sẻ và mình lan tỏa Midu một cách gọi là cam kết nhất có thể. Đấy, đối với mình thì cái Midu nó không có cái gì để cho mình phải lung lay hay là để cho mình phải nghi ngờ cái gì nữa cả. Vì thực tế là nếu mà con mình không sử dụng ấy, mà con mình không có kết quả ấy, thì mình sẽ không dám cam kết điều đó. Nhưng mà chính bản thân con mình đã sử dụng và cái kết quả của con mình cho thấy có nghĩa là cái sự vượt trội rõ ràng như vậy. Cho nên là mình đã thực sự là tâm huyết và thực sự là yêu Midu, có nghĩa là bán. Bây giờ mình chỉ kinh doanh 2 sản phẩm, đó là nhân sâm Canada và Midu, nhưng mà cả 2 sản phẩm này mình đang bán song song với nhau. Cái đơn hàng của mình nó cũng đang đều đặn như vậy, thì nói thật như với mọi người đó là khi mà mình bán Midu ấy mình không phải mời chào nhiều đâu, thực tế là cái pháp đồ tăng trưởng nó đã cho mình thấy là cái điều gọi là nó rất là chuyên nghiệp, nó rất là chuyên gia. Khi mình làm pháp đồ cho họ cái thì con họ mà thấp dưới chuẩn độ 2 độ 3 thì mình nghĩ rằng là không có phụ huynh nào mà không mua sản phẩm Midu cho con hết á. Đấy, thế là một số cái công cụ mà nhà Midu để cho mình để mình phát triển được cái phát triển chiều cao, và mình đi những cái đơn hàng nó đều đặn và có những cái khách hàng là theo mình rất là đều đặn và hết lộ trình. Đấy, thế là hôm nay nói chung là thời gian nó không có nhiều, mình cũng xin chia sẻ một chút như vậy để làm cái niềm tin và làm cái hành trình để cho tất cả những anh chị em chuyên gia mới của ngày hôm nay. Mình đến hôm nay là bán Midu được 1 năm rồi cả nhà nha, nhưng mà chưa có ai phản hồi với mình cái sản phẩm của Midu nó có cái vấn đề gì hết đấy.
Tức là mình xin chia sẻ một chút để mọi người có một cái niềm tin, có một cái niềm tin vững chắc để mọi người cứ lan tỏa. Và cái cơ bản là mình, khi mà mình có niềm tin vững chắc rồi ấy, thì là tất cả mọi thứ nó chẳng là cái gì cả, đúng không ạ? Là tất cả chị em nhà mình, những chị em mới hay là những chị em đang bán đi đu, mình nên có một cái kiến thức đầy đủ và mình có một cái cách xử lý từ chối thật là rõ ràng, và phải thực tế là một chuyên gia. Thì khi mà có một cái sự cố gì xảy ra đó thì mình vẫn không thể nào mà có cả lung lay những cái gì đó mà gọi là nó có cái những cái tiêu cực được, đúng không ạ? Thế cho nên là xin chia sẻ đến đây thôi, thì cũng đảm bích lại cho MC Thanh Huyền nhá. Mình đang ngoài đường nên là đang ghé qua một tí ở chỗ nhà bạn để nói một chút về cái suy nghĩ của mình và những cái kết quả mà mình đã bán và mình đã cho con mình. Nói chung là mình rất là tâm huyết luôn, thực sự là con gái mình bây giờ yêu lắm, thật sự luôn, nó cao gần bằng mẹ luôn rồi, 1m40 các bạn cả nhà, 1m40, con nhà mình 9 tuổi nhá. Mà ngay từ đầu con nhà mình không chiều cao như vậy đâu, con nhà mình không có giống cao như vậy đâu, chân chân thì là ngày bé vòng kiềng, xong rồi có nghĩa là không có, mình cảm thấy không có một cái tương lai gì để cho con cao hết á. Nhưng mà bây giờ thì thực sự đó là một cái công cụ mà mình cảm thấy là mình tin và mình yêu luôn đấy. Cho nên là cả nhà mình nói đến đây để mọi người, anh chị em mới hãy nỗ lực lên và mình có một niềm tin sẽ chiến thắng. Dạ Dạ vâng, cảm ơn chị Sinh ạ. À, phải thực sự là phải chia sẻ với các anh chị nhà mình hôm nay ở đây là chị Sinh nhận lời chia sẻ, lên chia sẻ của em Huyền, và chị Sinh đang đi ngoài đường các anh chị ạ. À. À, em có nhắn với chị Sinh là chị ơi chuẩn bị vào Zoom chưa, đến phần chia sẻ của chị rồi đấy. Thì chị Sinh đang đi ở ngoài đường đã phải dừng lại để mà vào Zoom ngay lập tức để có thể chia sẻ với các anh chị. Thì đầu tiên vì cái sự nhiệt tình đấy, vì cái sự tâm huyết đấy, cả nhà mình hãy hả mông, hãy hả tim để cảm ơn chị Sinh một cái câu chuyện hết sức là tuyệt vời và cái sự tâm huyết vô cùng của chị Sinh với cả nhà chúng ta ngày hôm nay, với cái chương trình cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay ạ. Cả nhà hãy thả tim thả bông với chị Sinh đi ạ. Rồi, xin trên đã mic lại cho em Thanh Huyền và Dạ xin nhà nha. Chúc cả Dạ nhà một vâng, cảm ơn chị. Cả nhà có thấy không ạ? Kết quả là chân lý đúng không ạ? Khi bản thân mình đã tự trải nghiệm, bản thân mình đã có kết quả rồi thì chúng ta chỉ cần lan tỏa cái điều tuyệt vời đấy ra thôi là khách hàng sẽ tự đến với mình đúng không ạ? Vâng ạ, và một lần nữa em xin cảm ơn chị Sinh, cảm ơn câu chuyện tuyệt vời của chị Sinh. Và các anh chị hãy cùng thả bông thả tim cho chị Sinh, cho một chuyên gia vô cùng là tuyệt vời anh chị nhé. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị. Và bây giờ thì sẽ đến cái phần tiếp theo, một cái phần mà chắc hẳn là tất cả các anh chị em nhà mình đều rất là hồi hộp, rất là mong chờ. Đấy chính là phần vinh danh. À, đến với Midu thì các chuyên gia ở đây thì tất cả các anh chị đều rất nỗ lực học hỏi, lan tỏa những cái kiến thức tuyệt vời về phát triển chiều cao cho các bé, cho các bậc phụ huynh, cho các em nhỏ trong độ tuổi phát triển. Và tất cả các anh chị đều chung tay đồng hành cùng với Midu để thực hiện cái sứ mệnh của Midu. Và tất cả các anh chị đều rất là tuyệt vời. Và mỗi một chương trình cộng đồng chuyên gia thì Midu sẽ đều có những cái tiêu chí khác nhau để đánh giá cũng như là vinh danh những anh chị có cái thành tích xuất sắc nhất. Và ngày hôm nay thì em xin mời một người vô cùng đặc biệt sẽ đồng hành cùng chúng ta trong cái buổi vinh danh này. Và chúng ta hãy thả những trái tim thật là nồng ấm để chào đón bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiên, mẹ đẻ của sản phẩm Midu Mena Q7 sẽ đồng hành cùng các anh chị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ em chào bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ bật mic giúp em nhé. Dạ được rồi ạ. Vâng, hôm nay bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiên rất là vui mừng được được gọi là được cái phần vinh danh này, thì luôn luôn là sẽ là anh là CEO Nguyễn Xuân Hợp, tổng giám đốc của Midu, đứng ra là vinh danh tất cả các chuyên gia tăng chiều cao. Và hôm nay thì anh Hợp có lý do đặc biệt nên là bác sĩ Hiên lại có cơ hội để được vinh danh tất cả các anh chị em chuyên gia ở đây ạ. Vâng, thì đầu tiên thì bác sĩ Hiên xin được vinh danh chị Phạm Thúy Hồng K15. Đã có rất là nhiều các cái video trong cộng đồng chuyên gia của chúng ta. Các video thì tuy thật là chưa được xuất sắc nhưng ngày nào cũng làm chăm chỉ, và cái quan trọng hơn cả đấy là sự phối hợp của các con. À, với doanh số hiện tại bây giờ là 15 triệu ạ. À. Với Midu thì luôn luôn mong muốn tất cả anh chị em chúng ta, các chuyên gia tăng chiều cao, ngày hôm nay chúng ta chỉ cần, có nghĩa là ngày ngày hôm nay chúng ta chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua 1% thôi là chúng ta đã luôn luôn được được đánh giá, được ghi nhận và được vinh danh ạ. À, xin em Huyền để gửi cái bằng video của chị Thúy Hồng lên ạ.
Xin mời em Thúy Hồng bật mic ạ. Dạ. Em xin chào bác sĩ ạ. Em xin Dạ. chào em, xin anh chào tất cả mọi người ạ. Và em rất là bất ngờ bởi vì không nhận được cái vinh dự như vậy ạ. Thì em thì cũng chỉ đơn giản nghĩ là mình làm mấy cái video nó vui nhộn để là lưu trữ các kỷ niệm của các con ấy, để sau này các con lớn nên cứ xem để cho các cháu thích ấy. Thế là từ khi mà biết đến cái sản phẩm ấy thì em chia sẻ cái cơ duyên mà em biết đến sản phẩm ấy thì là trong một lần học năm em thì em có nghe bác sĩ chia sẻ, và em lúc đấy em cũng rất là ngạc nhiên là không biết là cái tư duy nó là như thế nào, rồi là melanocortin 7 nó như thế nào, nghe rất kiến thức rất là mới lạ. Thế là em quyết định em đi học buổi khai mở, và em học xong thì em có thể chia sẻ với chồng em là chồng ơi, tớ đã tìm được cái giải pháp giúp cho con mình cao lên rồi. Thế thì chồng thì cũng chưa chưa tin, tại vì trước đây cũng cũng không nghe đến những cái thông tin như thế bao giờ. Thế chồng em bảo là hai vợ chồng thấp như vậy làm sao mà con có thể cao được. Thì hai vợ chồng em cũng thấp, chỉ em 1m50, chồng khoảng 1m55 56 ấy, tầm đấy. Thế là cái hôm mà học xong ấy thì em có lập phác đồ cho con, thì con cao được 1m60. Thì em bảo là thế em mới kinh nghĩ là ồ, con 1m60 là cũng hơn bố mẹ là cũng mừng rồi. Thế nhưng mà đến lúc mà đi học thì em mới biết được có nhiều cái có những cái giải pháp ấy để giúp cho con mình nó cao hơn nữa. Thế là em rất là tin tưởng và em cho các con là tập luyện hàng ngày, và các bé cũng rất là phối hợp. Các con cũng rất là chịu khó nhảy dây, và mỗi ngày các con cứ tăng dần lên một chút ấy. Thì hiện tại là các con thứ hai nhảy dây vào buổi chiều đi học về, thì mỗi ngày các con cứ nhảy được tầm khoảng 3.000 cái đấy. Tuyệt vời quá. Vâng ạ. Các con cũng bắt đầu sử dụng các cái giải pháp ấy từ mùng 3 tháng 2, thì đến hôm nay là cũng được 8 tháng rưỡi. Hai bạn nhà em thì đều tăng được 7 cm ạ. Bạn lớn thì từ 1m27, 1m27 bây giờ là hiện tại lên 1m34. Bạn bé là 1m10 lên 1m17. Thì lúc đấy là các con đều là dưới chuẩn độ 3, rất là thấp thấp nhỏ đi. Em rất là thương các con, tại vì ở ở lớp ấy thì các con đều xếp thứ ba thứ năm của lớp dưới lên, rất là thấp thấp bé lắm. Thế em rất là thương các con, mà mẹ chồng em thì là rất rất là ủng hộ em trong cái chuyện đấy. Thế mẹ chồng em thì bảo là con xem thế nào, tìm giải pháp nào cho các cháu nó cao lên, chứ mẹ thấy các cháu nó thấp quá. Mà mẹ cũng cứ ước mơ là sau này mong rằng các cháu được đi vào bộ đội công an, nhưng mà thấp như vậy thì không được, muốn là theo cái sự nghiệp của ông thì bà cũng cứ mong ước là thế. Nên là em mới bảo là bằng thế mẹ cứ yên tâm tin tưởng, thì con tìm được giải pháp rồi. Thế là mỗi lần mà chia sẻ kết quả cho mẹ chồng em ấy thì mẹ chồng em rất là vui mừng, và thế mẹ chồng em rất là ủng hộ cái chuyện đấy. Và thế em cũng Chào bác sĩ. Chào và con à. Dạ. Thế con em cao lên con có vui không? Con có thể chia sẻ với các cô, các bác, các chú ở trong đây và các bạn nhìn thấy con có ngưỡng mộ không ạ? có. Thế thì con cố gắng nhé. Nếu được là con nhảy dây với cái từ khóa của bác Hiên, đấy chính là không đếm được. Con nhảy 3.000 cái với cái lúc mà đang giai đoạn mà đi học như thế này là quá tuyệt vời rồi. Nhưng nếu có thể được hơn nữa thì con luôn luôn mang trong mình cái nhảy dây, hoặc nếu không nữa thì con có thể nhảy dây không tay ở bất kỳ chỗ nào. Và khi mà con nhảy dây được 5.000, 7.000 trong một ngày thì không phải là con chỉ cao khoảng 7 cm trong vòng 8 tháng đâu. Con có thể cao nhiều hơn như vậy. Và cái quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ làm những cái điều đó, tăng chiều cao đó không hề mất tiền, đúng con dài. À. Cảm ơn Vâng ạ, con vâng. nhé. Em xin Dạ. bác sĩ, em mọi người Dạ. ạ. Cảm ơn con. Chào bác. Dạ. Vâng, em xin dùng mic lại cho em xin ạ. Dạ, cảm ơn em chia sẻ của em Thúy Hồng nhé. Dạ. Dạ, bác sĩ cứ tiếp tục vinh danh chị tiếp theo đi ạ.
À, vâng ạ. Vâng, bác sĩ Hiên xin chia sẻ người thứ chị thứ hai đấy chính là chị Lê Thị Lan, vừa mới tốt nghiệp K34, tức là vừa mới tốt nghiệp xong bây giờ vừa rồi đấy ạ. Thì đã sử dụng, quan trọng nhất là đã sử dụng Midu trong vòng được 1 năm nay, con cao được là 10 cm. Và trong giai đoạn từ lúc mà tốt nghiệp đến bây giờ thì bạn có cái doanh số là 19 triệu trong tháng 10. Còn trước đó thì không hề bán, chỉ là lan tỏa chủ yếu đến những người thân và những bạn bè xung quanh thôi. Sau khi thấy được các cái kết quả tuyệt vời của con mình ạ. Cảm ơn em Lê Thị Lan ạ. Và cũng xin hỏi một điều là tại sao mà em dùng Midu 1 năm nay rồi, đến bây giờ em mới quay lại làm chuyên gia tăng chiều cao? Và nếu như giả sử như là em mà học chuyên gia tăng chiều cao, có thể là trong 1 năm qua không phải là con chỉ cao có 10 cm mà có thể được nhiều hơn như thế nữa. Dạ. Em chào bác sĩ Hiên, chào tất cả các anh chị em có trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Dạ. Hôm nay thì em cũng rất là vui và hồi hộp bởi vì là lần đầu tiên được chia sẻ trong cộng đồng chuyên gia về tăng trưởng chiều cao của con. Con nhà em thì cũng đã dùng được sản phẩm Midu 1 năm nay rồi, và em được biết sản phẩm Midu qua chị Minh Thu. Em cũng không biết là bây giờ là chị có mặt ở trong phòng Zoom đấy không ạ. Chị Minh Thu ạ. Một năm rồi thì con đã dùng sản phẩm Midu. Tất nhiên là cũng có những ngày thì theo lời dặn của chị Minh Thu ấy thì con là phải uống 3 ống trên một ngày, nhưng mà cũng có những ngày thì con quên không uống được 3 ống một ngày, và có ngày thì thậm chí là đi chơi nên cũng quên luôn không uống. Cũng thời gian đầu thì cũng uống hơi bập bõm, thế nhưng mà sau đó thì thấy kết quả rõ rệt đấy. Thì sau 3 tháng liệu trình đầu tiên của con thì em thấy con là cao cao lên được 2 cm, cái thấy kết quả rõ rệt. Từ đó sau thì nhờ chị Thu là mua cho con để uống đều đặn, thì trong vòng 1 năm qua là con đã cao lên 10 cm. Em rất là mừng bởi vì là trước đó thì con nhà em cũng đã dùng cái sản phẩm canxi riêng của Nhật, của rồi hồi bé thì cũng có ăn những cái viên kẹo của Úc ấy, nhưng mà cũng không có kết quả vượt trội như thế. Thế nhưng mà 1 năm nay thì con dùng sản phẩm Midu. Như năm ngoái thì con đi với các chơi với các nhà Em bị mất mic rồi hoặc là nhỏ quá không nghe thấy được ạ. À? Có khả năng là chị Lan đang bị đơ mạng ấy ạ. À? Có thể cả nhà thông cảm và có thể đợi chị Lan một chút ạ. À? Bác sĩ nghe thấy em nói không ạ? Dạ Dạ, nghe được bây rồi giờ chị chị ạ. mới nghe thấy ạ. À? Em nói đi Vâng. ạ. À. Đó thì một năm trước thì con nhà em cũng có những bạn thì cao hơn, có những bạn thì thấp hơn. Nhưng mà bây giờ xem lại các cái nhóm nhóm bạn thân của con đi chơi cùng với nhau ấy, thì con đã cao vượt trội hơn hẳn các bạn. Và thứ 6 tuần vừa rồi, tức là ngày 13 tháng 10, em nhớ rất rõ là trường có đo lại chiều cao. Và em đã so sánh lại kết quả với các con khác ấy, thì con đã cao hơn các bạn là 5 đến 6 cm trong nhóm bạn chơi thân của con ấy. Kết quả rất là mừng. Thế thì em cũng mới tốt nghiệp hôm 17 tháng 10 vừa rồi hôm kia, và mới tham gia vào cộng tác viên của Drop E được 2 tuần vào ngày mùng 6 tháng 10 ấy. Hôm nay là 19 thì cũng chưa được 2 tuần, chính xác là chưa được 2 tuần. Thế nhưng mà bởi vì là cái kết quả của con như thế, và em cũng mới chia sẻ với những người thân của em, tức là em muốn lan tỏa cái sản phẩm đến vô cùng tốt như thế này để tìm ra một cái giải pháp cho tăng chiều cao cho con ấy. Thì bố mẹ rất là tìm ra rất là nhiều, ví dụ như là đi khám bác sĩ rồi là uống sản phẩm này sản phẩm kia, nhưng mà đến khi tìm được sản phẩm mà phù hợp với con mình thì đấy là một cái mong muốn vô cùng đối với bố mẹ. Em thì lại rất là thấp ấy, thế nhưng mà bây giờ đã tìm được cái giải pháp tăng chiều cao cho con ấy thì em rất là mừng, nên là em muốn lan tỏa cái sản phẩm này đến các cháu nhà em, đầu tiên là các cháu nhà em và sau đó là các bạn thân của con em ấy chơi với nhau như thế. Thế thành ra là ai cũng hỏi là tại sao lại Phương Dung đợt này cao lên vượt trội như thế. Thế là em cứ chia sẻ sản phẩm dần dần như thế thôi, và bây giờ bắt đầu là như là đợt vừa rồi ấy thì em tham gia và làm cộng tác viên, thì em cũng chia sẻ những sản phẩm tuyệt vời này đến phụ huynh và người nhà của mình ấy để cho các con và các bạn được dùng.
Đó thì em cũng mới 2 tuần thôi nên là các con cũng chắc là cũng chưa có kết quả. Em cũng dặn các con là uống đều đặn ngày 3 ống, ví dụ như tầm tuổi 10 tuổi, bây giờ con em được 10 tuổi rưỡi rồi, thế nên là ngày 3 ống đều đặn. Thế và em cũng dặn các con là có ngủ đủ, ngủ giờ trước 22 giờ, vận động nhiều và uống ngày 3 ống để bố mẹ nhắc nhở các con để các con uống. Và hy vọng là sau một liệu trình 3 tháng thì các con sẽ có kết quả tốt để chia sẻ lại, và em nghĩ rằng là em mong là kết quả sẽ đến với các con sẽ được như con nhé. Chị muốn xin hỏi một chút là con Lan là năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 10 tuổi rưỡi bác ạ. À, 10 tuổi rưỡi. Ừ, con nhé. Vâng, đấy thì chị cũng xin, nếu như với con 10 tuổi rưỡi thì con em là đã bắt đầu ở cái biểu hiện của cái gọi là đỉnh tăng trưởng chưa? Con nhà em là cũng có hiện tượng là dậy thì ấy bác sĩ ạ, nên là em cũng ví dụ như là đã phát triển về ngực rồi, và quần lót thì cũng thi thoảng là có khí hơi, thế nên em cũng rất là sợ dậy thì bây giờ. Nên em mong là 1 2 năm nữa con vẫn dậy thì sẽ được đạt được một cái chiều cao lý tưởng mà mẹ Bây mong giờ con em là có biểu hiện như thế thì bây giờ là con là 1 mét bao nhiêu ạ? À? muốn. 1m40 bác sĩ ạ. Nếu em mong muốn mà con em 1m65 hay là em mong muốn con em 1m52? Em hôm trước em làm dự đoán chiều cao cho con thì được 1m62 1m60. ạ? Vâng ạ. Em mong là 1m60 trở lên là em mừng lắm rồi ạ. À, vâng, thế thì chị xin phép thế này nhé. Chị xin phép MC Thanh Huyền có được không ạ? À? Dạ vâng, được ạ, sẵn sàng ạ. Vâng ạ. À. Thực sự là như thế này. À, tại sao chị lại chia sẻ với em như thế? Nếu như bình thường trong 1 năm qua em thấy rằng cái tốc độ tăng trưởng của em, con em là 10 cm so với các bạn cùng trang lứa, thì ở đâu đó em đã nhìn thấy của con có cái sự vượt trội. Nhưng nếu như mà con của chúng mình hoặc là tất cả con của các khách hàng của mình mà trong một cái giai đoạn, đó là giai đoạn chấp chới, giai đoạn cuối cùng của giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì sẽ không có thể là thì sẽ không có thể là biết trước được điều gì, đặc biệt là con gái chúng ta vẫn nói rằng là bom nổ chậm ở trong nhà. Và khi mà con có cái biểu hiện của dậy thì xong thì con sẽ là chiều cao hiện tại cộng với 8 cm. Nên là bác sĩ Hiên nói rằng khi mà con đã có những cái biểu, chắc là xong cái buổi ngày hôm nay, bác sĩ Hiên sẽ cùng với lại phòng truyền thông sẽ làm kỹ về cái phần mà gọi là biểu hiện các cái giai đoạn của dậy ngoài như thế nào. Và đến cái giai đoạn đó thì là mẹ sẽ phải thấy là rất là lo lắng rồi. Nên như chẳng hạn như là như con em chẳng hạn, nó sẽ là ở độ 3, tức là độ 3, tức là nó sắp sửa là đến cái giai đoạn con đã có thể có những cái sắp sửa có rồi, nếu như không chậm thì không nhanh thì nó sẽ khoảng tầm 6 tháng nữa. Em cứ thử ý xem là ngày hôm nay chị nói xem 6 tháng nữa con gái có biểu hiện như vậy không. Thì vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là trong giai đoạn này con của chúng mình như là các con tăng quá trình tăng chiều cao, chúng ta được ví như là một trận bóng đá có sự bù giờ, thì con của chúng ta sẽ chắc chắn ở ở phút 83 rồi. Có nghĩa là dậy thì chúng ta hiểu rằng đấy là phút 85-87 và bù khoảng 3 phút nữa, tức là chúng ta có 95 phút để là vào một trận bóng đá cuối cùng. Vậy thì con em, nên chị mới nói với cái câu hỏi là tại sao mà 1 năm qua mà em không 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 đã đi học chuyên gia tăng chiều cao. Chị thì có một quan điểm thế này, chị là phụ trách chuyên môn của gia đình nhà Midu. Chị tự tin nói rằng là sản phẩm nhà Midu là một sản phẩm tuyệt vời, không phải là chỉ có ở Việt Nam mà là sản phẩm Midu được định vị đó là một sản phẩm quốc tế giá quốc nội, để cho tất cả những người dân của chúng ta đều chạm tới, có khả năng sử dụng được. Và cái việc tăng chiều cao thì nó sẽ được được quy định bởi 4 cái yếu tố. Yếu tố đầu tiên là kiểu gen, chúng ta hoàn toàn có thể yêu sinh trong trong cái giai đoạn bà bầu, và giai đoạn đấy là chiếm 23%. Cái chuyện mà mũi cao trong bụng mẹ và chân con dài,
Con sinh ra khoảng tầm 3 cân rưỡi, 3 cân 7 mà đẻ thường được bình thường. Và cái tóc của con trong vòng khoảng độ tầm 2 tháng sau khi sinh ra, con có chiều cao là 64 cm, đạt chuẩn vóc châu Âu luôn và ngay. Đó là mũi cao trong bụng mẹ. Tất cả chúng đấy thế này là ưu sinh. Vậy thì trong giai đoạn, từng các giai đoạn mà phát triển của chiều cao thì con sẽ bị ảnh hưởng bởi ba cái yếu tố. Yếu tố đầu tiên, vì tại sao hôm nay ấy là chị nói thế này, trong cộng đồng chuyên gia tăng chiều cao, tại sao mọi người, chị nói rất thật nhé, nếu như tất cả mọi người đến với gia đình nhà Midu, mọi người phải cảm ơn Midu. Chị phải nói rằng là mọi người phải cảm ơn Midu để Midu cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc tăng chiều cao của các con. Chứ không phải là chúng ta đến với Midu là, có nghĩa là mọi người, có nghĩa là nhà Midu thì với một cái nguyện ước, một mình bác sĩ Hiên, một mình CEO Nguyễn Xuân Hợp và toàn thể tập thể của gia đình nhà Midu không thể làm nên điều tuyệt vời nếu không có sự cánh tay nối dài của tất cả các chuyên gia tăng chiều cao ở đây. Các chuyên gia tăng chiều cao ở đây là đầu tiên chúng ta muốn thay đổi một cái tầm vóc của toàn bộ người Việt thì chúng ta phải thay đổi từng cá thể. Không phải tự nhiên mà là bà nội của chị Phạm Thúy Hồng đấy là thấy thấy cảm thấy rằng là rất là thích cái việc đó đâu, bởi vì chúng ta có ước ao khát khao trong cái việc tăng chiều cao đối với lại nghề nghiệp. Rõ ràng 1m64 mới là gọi là sức khỏe loại một, và nếu như muốn bạn để mà đạt được là để đi học công an hay để những cái là sức khỏe loại hai loại ba gì đó thì chúng ta cần phải có một cái chiều cao 1m65, 1m68, tức là chúng ta đều có cái quy định chung rồi. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải nói rằng là nhà Midu tự tin nói với các anh chị là chúng ta cung cấp một giải pháp dựa trên nền tảng khoa học. Chúng ta không phải dựa trên là nói là chúng ta không phải là tất cả các con ở đây, nếu chúng ta áp dụng đúng đủ 77% yếu tố còn lại, con của chúng ta hoàn toàn có thể lên được đến 2,8 cm trong một tháng. Chúng ta đo lường được, và cái cách đo của chúng ta không giống như tất cả những công ty khác. Chúng ta đo là 5 điểm chạm, mắt nhìn thẳng và đo một thời điểm để tránh tất cả những yếu tố gây sai bởi lực hút và từ trường của trái đất. Nên thực sự nói với cả nhà rằng là nhà Midu nguyện ước vì cái sứ mệnh của chúng tôi, đấy là CEO Nguyễn Xuân Hợp và bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiên, đấy làm thay đổi chiều cao, mà thay đổi đầu tiên phải là chính là con em của chính chúng mình. Khi chúng ta thay đổi được con chúng ta rồi thì chúng ta mới nói rằng chúng ta thay đổi được toàn bộ xã hội chứ. Chúng ta mới nói rằng là chúng ta quay lại tổ tiên của chúng ta là người Bắc Việt, Bắc Việt. Các cụ của chúng ta là cưỡi voi đánh giặc cơ mà. Toàn ấy cao 1m78, 80 cơ mà. Có ai là thấp đâu. Ngày xưa ở những cái thời năm 45 ấy, Việt Nam của chúng ta còn cao hơn Nhật là 8 cm cơ mà. Vậy thì người của chúng ta, con người của chúng ta đâu có phải là những người mà thấp bé đâu. Đúng không ạ? Bác sĩ Hiên chỉ mong muốn làm sao? Thì thực ra như thế này này, khi chúng ta nói mà bác sĩ Hiên nhận thấy một điều ấy, khi chúng ta nói ở đây nếu như một người chưa từng trải qua thì sẽ không thấy tin. Mà không thấy tin thì sẽ không thấy rằng kết quả của điều nhà Midu đang nói là đúng. Và quan điểm của nhà Midu nói rằng là tất cả các bạn nếu nếu là kể cả trên Dropy, Midu đều có một cái tuyên bố rất là rõ ràng là không bán sản phẩm khi không hiểu. Và cái điều này được truyền thông rất tất cả và tất cả chuyên gia tăng chiều cao phải là một người mà có thể truyền tải tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao ít nhất là đến ba, gọi là hợp đồng ba bên đấy ạ. Một hợp đồng là gọi là bác sĩ chuyên gia tăng chiều cao thì coi như phần mềm dự đoán chiều cao là một cái gọi là một cái thước đo bằng máy rồi để cho chúng ta có thể chẩn hóa rồi. Thứ hai nữa là chuyên gia tăng chiều cao. Thứ ba nữa là quý phụ huynh và các con, đúng không ạ? Một hợp đồng ký kết ba bên nhưng nó được bị bởi ảnh hưởng bởi khá nhiều yếu tố có thể gây ra. Yếu tố đầu tiên trong cộng đồng, một trên 2.000 hoặc một trên 3,5.000 hoặc một trên 4.000 trong cộng đồng các con sẽ bị thiếu hoặc không có đủ cái nồng độ hormone tăng trưởng nội sinh. Khi mà không có đủ một cái lượng như vậy thì con của chúng ta sẽ không thể cao tăng trưởng bình thường so với sinh lý. Tí nữa bác sĩ Hiên sẽ nói rằng là sinh lý là bao nhiêu. Vậy thì chúng ta hơn so với sinh lý đã là điều vô cùng tuyệt vời rồi. Giống như ngày hôm nay Midu cũng ghi nhận
sự tưởng thưởng, sự vinh danh của chị Phạm Thúy Hoa Hồng, với một mong muốn làm sao ngày hôm nay chúng ta chỉ tốt hơn ngày hôm qua 1% thôi. Thì nếu như theo một cái công thức tính, trong 365 ngày chúng ta chỉ tốt có 0,1% thôi, thì thực sự cái năng lượng, cái gọi là cái kết quả, thành quả của chúng ta đã hình như là tăng hơn 18% so với tổng cái lượng đấy cả năm rồi. Vậy thì cả nhà sẽ thấy rằng nếu như giả sử như ngày nào chúng ta cũng cứ hoàn thiện hơn, hoàn thiện hơn, Miru cũng hoàn thiện hơn, bác sĩ Hiền cũng hoàn thiện hơn, tất cả chúng ta cùng hoàn thiện hơn và chúng ta nâng tầm hiểu biết, nâng tầm tư duy lên, thì rõ ràng trong một năm, vì cái việc mà thay đổi chiều cao này không phải là chỉ có là một năm, hai năm, mà chúng ta mong muốn ít nhất trong vòng 20 năm nữa hoặc tối thiểu 13 năm nữa, tức là thay đổi một thế hệ, mà thay đổi một thế hệ tăng chiều cao mà 13 hoặc 16 năm nữa là nhà Midu sẽ làm cùng với lại các chuyên gia tăng chiều cao, các chuyên gia tăng chiều cao cùng với gia đình nhà Midu để làm sao hiện thực hóa cái việc là nâng tầm người chiều cao Việt 1m80 và 1m70 đối với con gái bất chấp gen, đúng không ạ? Chúng ta thay đổi được hoàn toàn cái đấy khi tất cả người người nhà nhà đều hiểu được cái việc cơ chế tăng chiều cao như thế nào. Và cái cơ chế đó từ con trai trẻ, từ con trẻ nhỏ, từ mẹ bầu đều có thể hiểu được, và mỗi một năm chúng ta chỉ gia tăng 1 cm hoặc 2 cm so với chính con thôi. Thì cái việc tăng chiều cao cho con đâu có khó khăn gì cả. Cái việc tăng chiều cao nó là việc đương nhiên của một tầng lớp xã hội. Và các cây giống như một cái rừng cây ấy, các cây lớn lên một cách đồng tốc thì tất cả chúng ta sẽ có rừng nguyên sinh. Và khi mà có những cái rừng như vậy rồi thì rõ ràng chất lượng sức khỏe của con của chúng ta sẽ tốt. Và cái điều quan trọng hơn nữa, cả nhà có công nhận không? Nhà Midu không bao giờ nói quá. Thực sự với cả nhà rằng nhà Midu tuyệt đối không bao giờ nói quá. Bởi khi chúng ta dựa trên những cái nghiên cứu khoa học, nó giống như là mặt trời. Mặt trời chỉ chiếu sáng. Bất luận ở phía nào nó cũng sẽ chỉ có ánh sáng chiếu vào thôi. Nên là kết quả là chân lý. Chỉ khi nào các con nằm trong các yếu tố 1 trên 2.000 hoặc 1 trên 4.000 hoặc 1 trên 3.500, những em bé có nồng độ hormone tăng trưởng thấp hoặc không có hoặc không đủ trong quá trình sinh sinh sớm bình thường thì chắc chắn là không thể tăng trưởng được một cách bình thường. Đấy là trường hợp đầu tiên ạ. Nhưng chúng ta luôn có giải pháp cơ mà. Đấy là giải pháp của arginine để làm thay đổi vóc của con chúng ta. Giải pháp của chúng ta, vì có rất, bác sĩ Hiên đã gặp rồi, có rất nhiều những trường hợp vận động rất nhiều và ngủ nghỉ rất tốt, nhưng vì là gọi là bị stress trong vấn đề là tăng học hành của lớp 5, con cũng không thể cao lên được. Tức là chúng ta phải loại bỏ tất cả những yếu tố gây nhiễu. Vậy thì những cái yếu tố nào mà chúng ta có thể nắm được ở trong tay, chúng ta phải làm thật tốt. Đấy là những điều mà bác sĩ Hiên muốn chia sẻ với cộng đồng chuyên gia. Bởi vì bác sĩ Hiên nói rằng là với sản phẩm, nếu chỉ nói riêng về sản phẩm thôi, thì sản phẩm Midu Men Q7 là sản phẩm tăng cường chuyển hóa canxi. Cái rõ nhất đấy chính là chuyển hóa canxi ở những bệnh nhân loãng xương. Chúng ta có thể đo lường được chỉ số đo gót chân cơ mà. Cái đấy đã không hề có bao giờ có yếu tố gây nhiễu nha. Các bạn không hề có yếu tố gây nhiễu. Đấy là yếu tố duy nhất và đấy là chúng ta đánh giá, đấy là sự khoáng khóa xương của dòng sản phẩm. Hay là cũng nói rất thật với các bạn là bác sĩ Hiên dành cả một cuộc đời tâm huyết của mình để làm. Và khi đã làm là làm chuẩn và làm tới. Nên là các bạn phải thật may mắn là chuyên gia của Midu. Còn nếu như các bạn không là chuyên gia của Midu, các bạn sẽ không cung cấp một giải pháp nào đó mang tính bền vững để tạo niềm tin cho khách hàng. Không, đấy là mình nói như vậy đó. Bởi vì nói rất thật là này, mình vẫn là một người bác sĩ. Mình sẽ quan tâm đến cái việc là đã cái việc mà lùn là việc con của chúng ta không đi đến bệnh viện mà thôi. Còn việc của người bác sĩ là phải giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến một mặt bệnh nào đó. Không, đấy là nên là thực sự là không phải là để nói là để tăng cái niềm tin đối với lại khách hàng đâu, không phải là tăng niềm tin đối với chuyên gia tăng chiều cao đâu. Mà bác sĩ Hiên nói rằng là sản phẩm của nhà Midu là sự tuyệt vời nhất
trong tất cả các dòng sản phẩm đang có mặt trên thị trường, bởi vì nó liên quan đến sự chuyển hóa canxi. Còn thứ hai nữa là menu cung cấp một giải pháp tổng thể và có đo lường một cách cụ thể rõ ràng, định lượng theo tịnh số tiến của thời gian tăng trưởng của các con, nếu như các con còn sinh lý để tăng. Thế cái sự còn sinh lý của tăng này là nó phụ thuộc vào chính các con, thói quen vận động, và trong tất cả những thói quen vận động đó thì chúng ta đều được học rõ khi chúng ta là chuyên gia tăng chiều cao. Ngủ, chúng ta cần phải ngủ sớm, ngủ đủ, ngủ sâu. Vậy thì ngủ sớm thì như thế nào? Phải ngủ đúng nhịp sinh học, đấy là cái từ khóa quyết định. Nếu như chúng ta ngủ đủ nhưng chúng ta ngủ sâu, nhưng chúng ta ngủ không đúng nhịp sinh học thì sẽ là đảo lộn quá trình sinh lý, và cơ thể của chúng ta sẽ không thể có giống như cái luật bù giờ, giống như chúng ta đi sang một cái thời gian ở máy bay khác ấy, thời gian múi giờ khác ấy. Cơ thể của chúng ta nó đảo lộn, chúng ta ngủ nhưng thực ra toàn bộ cơ thể bên trong của chúng ta đang thức, nên chúng ta phải đảm bảo ngủ đủ, ngủ đúng và ngủ sâu. Đấy là cái việc ngủ, nên là cái việc mà chúng ta có thể nhìn thấy con của chúng ta ngủ như thế nào. Mà thứ hai nữa là về vấn đề vận động. Cả những việc vận động chung nó là đều là cơ sở của con người chúng ta cần cho sự khỏe mạnh, để gia tăng các cơ quan nội tạng trong cơ thể cũng như là sự luyện tập của các cơ thể nói chung. Ví dụ như bây giờ chúng ta không leo cầu thang, không vận động thì rõ ràng là cơ của chúng ta không có tốt được rồi, đúng không ạ? Chúng ta không tập thở thì cái cơ hoành của chúng ta, cơ liên quan đến vận động thở cũng không thể tốt được. Đấy sẽ rất khổ đối với những trường hợp bị nhược cơ. Vậy thì rõ ràng chúng ta cần phải có một sự vận động cho tất cả các cơ quan chung, nhưng để vận động mà để cho tốt cho tăng chiều cao thì chúng ta cần đấy chính là có nhiều động tác dớn với. Động tác đó phải là động tác dớn với những con mà qua giai đoạn dậy thì rồi. Qua giai đoạn dậy thì là giai đoạn mà gọi là phút 92 rồi đấy ạ. Tức là các con đã dậy thì được 3 năm rồi. Nếu như lúc đó chúng ta thực sự muốn con gia tăng thêm 5 cm hoặc 4 cm nữa thì chúng ta cần phải kéo giãn tối đa phần cột sống. Hôm nay bác sĩ Hiên chia sẻ nhé. Chúng ta cần phải kéo giãn tối đa phần cột sống. Cột sống là gì? Khi chúng ta kéo giãn tối đa phần cột sống bằng các động tác dớn và giãn thì con của chúng ta có thể tăng được 5 cm. Nhưng các cụ nói rồi, với tất cả những con người chung của chúng ta, các cụ nói rằng là dài lưng tốn phải, đúng không ạ? Nếu như cái vóc mà lưng mà dài, chân mà ngắn thì nhìn cái khẩu hình nó sẽ không được đẹp, nó không được có sự thanh lịch, không có sự hấp dẫn về giới tính. Nhưng thà rằng chúng ta có cái khoảng như thế, đấy là giai đoạn bắt cuối cùng đối với những chuyên gia tăng chiều cao, là con ở giai đoạn chấp chới như vậy. Thế thì quay lại là vấn đề sinh lý. Chúng ta cần phải hiểu về sinh lý. Ví dụ như là như con của em Lan chẳng hạn, cho chị Hiên xin phép được gọi là em Lan nhé. Tức là nếu như trong trường hợp là con của em chẳng hạn, bình thường là chỉ tăng tầm đó có thể tăng 8 đến 6, 7, 8, 10 cm hoặc 12 cm, đấy là tùy từng cá thể. Nhưng rõ ràng là so với tất cả các con mà chỉ có tăng được có 6, 7 cm thôi thì 10 cm nó là sự vượt trội. Vậy thì chúng ta phải biết rằng là sinh lý là bao nhiêu, chúng ta tăng lên bao nhiêu, chúng ta phải tưởng thưởng cái việc tăng đó. Và bố mẹ muốn tăng hơn tối đa hơn nữa thì chúng ta phải tìm giải pháp tối ưu hơn nữa. Chứ còn nói rất thật là sản phẩm của nhà Midu là sản phẩm cực kỳ tuyệt vời. Bác sĩ Hiên nói luôn là như vậy. Bởi vì không có cái gì đảo đảo ngược cái quá trình thôi hóa, không có cái gì kéo dài cái quá trình giãn xương, kéo dài cái quá trình tăng chiều dài của xương từ 16.8 cho 29.6. Tất cả đều có nghiên cứu rất rõ ràng và hàng 20-30 cái nghiên cứu trên thế giới. Nên là tại sao hôm nay bác sĩ Hiên lại nói như vậy? Bởi vì là khi mà làm, chắc chắn kết quả của nhà Midu cũng sẽ có làm nhiều điều, hoặc là các cái video các trước ấy cũng sẽ làm cho các anh chị cảm thấy này nọ. Nhưng bác sĩ Hiên có quan điểm thế này: mặt trời luôn luôn là mặt trời. Chúng ta không cãi được mặt trời. Đó là lý do vì sao nếu như với cái cá tính của bác sĩ Hiên ấy, bác sĩ Hiên thích làm ở trong những nơi, đó chính là bệnh viện, những nơi mà người ta nằm người ta không dậy được ấy. Anh trai của bác sĩ Hiên, anh rể của bác sĩ Hiên này là bị gọi là ngã chùn đốt sống, đã có hiện tượng là
Nếu như trong đây các anh chị có ngành y, các anh chị đã biết là bị đau đầu, tức là bị tăng áp lực nội sọ, và vì phải làm một khoa chấn thương sọ não mà xác định là phải 2 tháng rưỡi là về mà nằm bất động ở cái vị trí đó, thì bác sĩ Hiên cho dùng 5 gam K2. Các chị có biết rằng là ngày hôm trước, ngày hôm sau không còn hiện tượng đau đầu nữa. Thứ hai nữa là sau 3 ngày không cần phải dùng thuốc giảm đau nữa. Sau 7 ngày ra viện đeo đai và đi xe máy được. Thực sự nói rất thật thế này, đấy là sự tuyệt vời kỳ diệu của K2. Bác sĩ Hiên chỉ mong muốn lấy những cái gì tốt nhất trên thế giới kế thừa phát triển để cho người dân của chúng ta đi ngắn hơn một quá trình. Không phải tự nhiên mà, vì nhá, bác sĩ Hiên là một bác sĩ là hoàn toàn không làm ở trong bệnh viện. Có 16 năm về dinh dưỡng và có 8 năm về chuyên gia tăng chiều cao. Nếu như ở đâu đó cũng có các thầy cô giáo cạo cội chứ. Nhưng bác sĩ Hiên nói rằng là tất cả mọi cái nghiên cứu chỉ có và không. Có kết quả và không có kết quả. Nên chị nói rằng là tất cả mọi người ở đây, chuyên gia tăng chiều cao, tin đó là việc của các bạn. Nhưng quan trọng nữa là kết quả tăng chiều cao khi nhà Midu đã dự định vào một phân khúc mà chúng ta không thể che giấu được kết quả. Đó chính là cao. Không ai che giấu được. Nếu như về tim mạch, mọi người có thể, em dùng giống như bình thường, em dùng liều có thể tối đa là 6 ống, mà bộ 80 còn liều tối thiểu là 4 ống như bình thường. Chị đang nói rằng là thực sự là với dòng sản phẩm của nhà Midu, nếu như các bạn tìm một cái dòng sản phẩm nào đó tốt trên thế giới tại thời điểm này, không nói là giai đoạn sau đâu nha, giai đoạn này, thì thực sự nhà Midu phải nói rằng là gọi là tốt hoàn hảo. Có hai cái từ khóa mà có các quyển sách chúng ta là từ tốt đến tốt hoàn hảo. Và nhà Midu luôn luôn mong muốn có những sản phẩm tiếp theo để làm sao đó còn tốt hơn cho những trường hợp mà có thể tuyệt vời cho cả những trường hợp mà 1 trên 4.000, 1 trên 3.500, 1 trên 2.000, những em bé trong cộng đồng không có được những cái giải pháp tuyệt vời từ bà mẹ tự nhiên mang lại. Đấy chính là thiếu hormone tăng trưởng. Đấy, thì bây giờ nha, thì bác sĩ Hiên sẽ chỉ thêm một chút nữa thôi để cho đỡ mất thời gian của MC Thanh Huyền. Chúng ta nên ghi lại. Nếu như giai đoạn sơ sinh thì bà bầu thì chúng ta có thể so sánh được là cái chỉ số siêu âm của trên chiều dài xương đùi. Thứ hai nữa là khi mà con của chúng ta sinh ra 1 tuổi thì là con cao được 25 cm. Chúng ta sẽ đo được cái bảng dự đoán chiều, cái bảng cái gọi là tăng trưởng đấy, thì nhà Midu vì nó có sự sai số rất là lớn nên là bác sĩ Hiên bỏ cái việc là, để nói thật ra không thấy bác sĩ không tư vấn đâu, không ai tư vấn bác sĩ Hiên sẽ bị phân tâm ấy, thế có thể để xin phép là bác sĩ Hiên không tư vấn được không ạ? Em các em cả nhà sẽ đừng đừng post lên cái này, xong rồi có gì sau này bác sĩ Hiên sẽ xin phép nói sau ạ. Ý là như thế này, với 1 tuổi thì cái biến thiên nó rất là lớn nên là nhà Midu không có dự đoán chiều cao cho các con khi ở dưới 1 tuổi. Đấy là lý do, bởi vì 1 năm mà con cao đến 25 cm thì cái tốc độ biến thiên nó quá lớn thì nó sẽ không chuẩn xác so với những cái dự đoán sau này của các con. Nên là đầu tiên là chúng ta xác định rằng đó là 1 tuổi con cao 25 cm. Giai đoạn thứ hai, 2 tuổi con cao 13 cm. Giai đoạn thứ ba là con cao 8 cm. Đấy là 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi. Đúng chưa ạ? Đấy là giai đoạn gọi là giai đoạn tăng cao vượt trội của các con. Giống như cái búp non ấy, càng nhỏ thì cái tốc độ tăng trưởng càng lớn. Nhá, cả nhà nhớ nhá, đấy là tốc độ tăng trưởng rất lớn. Vậy thì làm sao chúng ta chỉ cần vui, niềm vui của chúng ta là gì? Niềm vui của chúng ta là con 1 năm qua con hơn so với tăng trưởng. 3 tháng khi con dùng Midu con hơn so với tăng trưởng. Một tháng con dùng Midu, cái chỉ số chiều cao ở tuổi 20 khác biệt hơn. Đó là sự tưởng thưởng vui mừng. Nhá. Đấy là xong việc thứ nhất. Việc thứ hai, từ 4 tuổi trở đi đến 12 tuổi sẽ trung bình các con sẽ cao 5, 6, 7 cm so với 1 năm. Và có 1 năm đó là con có một cái gọi là đỉnh tăng trưởng, nó liên quan đến gọi là
tốc độ tăng, có nghĩa là lúc bình thường thì dưới 8 tuổi không ạ, thì con của chúng ta, vâng ạ, từ giai đoạn nhé, từ 8 tuổi trở xuống thì con của chúng ta sẽ bị chiều cao chỉ bị quy định bởi một cái hormone tăng trưởng thôi, đó chính là hormone tăng trưởng nội sinh. Nhưng khi mà con của chúng ta 8 tuổi, gọi là giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì, nếu như chúng ta áp dụng tốt, thực sự bác sĩ Hiên nói rằng từ 8 tuổi cho đến 13 tuổi, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy cho các con lên đến 62 cm. Cái này là ngày xưa bác Hiên sĩ Hiên đã làm rồi. Và việc con tăng 18 cm, 20 cm, 24 cm, 28, 2,8 cm trong một tháng là tăng bền vững, là chuyện có thật, không phải là chuyện nói đùa. Nhưng chúng ta phải xác định cho con để tối ưu tất cả những cái gì liên quan đến tăng chiều cao nói chung. Vậy thì bây giờ nhá, là từ 8 tuổi đến 14 tuổi thì con sẽ bị chiều cao của con sẽ được quy định bởi là hormone tăng trưởng và hormone sinh dục. Trước giai đoạn mà tăng trưởng, trước giai đoạn mà dậy thì thành công, chúng ta có giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì chúng ta được hiểu rằng là đỉnh tăng trưởng được gọi là kỳ kinh đầu tiên hoặc là lần xuất tinh đầu tiên. Nhưng lần xuất tinh đầu tiên của con trai thì nhiều khi ba mẹ có thể chưa biết được, nhưng con gái là chuẩn nhất. Nhưng con gái cũng có một thiệt thòi là cái tốc độ tăng trưởng của con nó lại ngắn. Ngắn đấy ạ. Nên là khi mà con đã biểu hiện như thế rồi thì đấy là chúng ta thực sự phải lo lắng đối với con. Nếu như theo trung bình chung thì kỳ có kinh đầu tiên cộng với 8 cm đó là sinh lý. Cả nhà ghi lại nhé. Kỳ có kinh đầu tiên cộng với 8 cm là sinh lý. Vậy thì chúng ta phải làm tốt hơn sinh lý chứ. Chúng ta phải làm tốt hơn sinh lý thì con của chúng ta mới có nhiều điều tuyệt vời, thay đổi được cái việc đó. Và đấy mới là sứ mệnh của gia đình nhà Midu. Và cũng như sứ mệnh của gia đình nhà Midu thì thực tế cũng là mong muốn rằng đó ít nhất là sự nghiệp của tất cả các chuyên gia tăng chiều cao ở đây. Còn nếu như các anh chị coi rằng là sứ mệnh cùng với gia đình nhà Midu thì thực sự bác sĩ Hiên vô cùng là cảm ơn ạ. Và đấy cũng là một cái nguyện ước, vì khi chúng ta làm thay đổi được chiều cao của toàn bộ dân tộc, chúng ta tự hào chứ. Chúng ta tự hào chứ, đúng không ạ? Và cái tự hào đấy thì đâu có phải là một mình gia đình nhà Midu đâu. Bác sĩ Hiên muốn rằng toàn bộ chúng ta tự hào, chúng ta là các con của chúng ta được sánh vai với các cường quốc năm châu, giống như những điều Bác Hồ dạy. Ít nhất là chúng ta nói chuyện với người nước ngoài, chúng ta không phải ngước mắt lên nhìn, đúng không ạ? Vâng đấy, thế là đấy là vậy thì nhá, nếu như khi mà con của chúng ta đã có kỳ kinh rồi thì cái tốc độ tăng trưởng của con nó sẽ bị khóa lại bởi bởi hormone tăng trưởng. Ví dụ như estrogen thì sẽ là khóa chặt cái khớp xương lại. Và con của bác sĩ Hiên, bạn đấy là 2002, bạn đấy bây giờ là bạn ấy 2002, và khi bạn ấy sử dụng cái giải pháp mà tuyệt vời như của bác sĩ Hiên đưa lại ấy, các bạn có biết rằng là bạn ấy mọc 4 cái răng khôn trong vòng 1 tháng không? Tức là con không cao lên được nữa. 19 tuổi, con không cao lên được nữa. Con không thể cao lên được nữa. Vậy thì có bao nhiêu những cái điều tốt nhất sẽ chỉ làm chắc xương thôi mà không dài ra được. Vậy thì nhà Midu có một cái câu mà tất cả các chuyên gia tăng chiều cao đều hiểu được. Đó chính là cao thì có hạn có kỳ ạ. Vậy thì chúng ta phải làm thật tốt khi con còn chưa đến hạn, chưa đến kỳ đó. Đúng không ạ? Vậy thì quay lại là nếu như giai đoạn từ 8 cho đến 14 tuổi trong sinh lý, trong cộng đồng, bất kỳ các con có giai đoạn nào chúng ta cũng đều phải hoan hỉ. Bởi vì khi mà con có kỳ kinh đầu tiên hoặc trưởng hoặc là có sự xuất tinh đầu tiên thì được hiểu rằng là con yêu của chúng mình đã thực sự trưởng thành. Về mặt tâm sinh lý, về mặt rất là nhiều thứ là con đã trưởng thành. Và chính sự cái sự trưởng thành đấy thì rõ ràng chúng ta phải tưởng thưởng, phải yêu con, chúng ta phải gọi là phải vui cái sự đó không? Nhưng đó cũng lại là cái mặt lo lắng của bố mẹ nếu như chúng ta không có cái tư duy đúng. Nên là nhà Midu đề cao tư duy chứ không phải là đề cao sản phẩm. Còn bác sĩ Hiên là người phụ trách sản phẩm của nhà Midu thì bác sĩ Hiên nói rằng là sản phẩm nhà Midu cho chuyển hóa canxi là tuyệt vời nhất và tốt nhất trên toàn thế giới. Không, đấy là nói rất thật. Vậy thì quay lại nhé, là nếu như chúng ta xác định là tư duy thì có phải là công ty Midu không phải là công ty thuốc, cũng không phải là công ty bán thực phẩm chức năng,
vì tất cả chuyên gia ở đây chúng ta không ai là người đi bán thực phẩm chức năng. Nếu các bạn mà đi bán thực phẩm chức năng thì các bạn không thể có một cái phần mềm tư vấn như một người bác sĩ. Và cái quan trọng nữa là cái phần mềm tư vấn đó được gọi là cá nhân hóa tới từng con và theo từng ngày tháng của con cơ mà. Thực sự với cả nhà, đấy là bao nhiêu tâm huyết của CEO Nguyễn Xuân Hợp để có được phần mềm đấy. Từ app, từ tất cả những cái gì tính năng đơn giản nhất để cho những người dốt nhất IT như bác sĩ Hiên cũng có thể làm được. Và đấy là được được cho chuyên gia tăng chiều cao và toàn bộ phòng chăm sóc khách hàng, phòng truyền thông, phòng marketing, tất cả những phòng mà nhà Midu đang thiết lập chỉ có làm một mục tiêu duy nhất thôi, đấy chính là phụng sự cho các chuyên gia tăng chiều cao. Phụng sự là gì? Với một cái tinh thần là các chuyên gia tăng chiều cao đòi hỏi cái gì, nhà Midu ghi nhận và sẽ lại nỗ lực để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Các chuyên gia tăng chiều cao thì chúng ta sẽ ghi nhận sự tăng trưởng chiều cao của các con để chúng ta tưởng thưởng cho gia đình, tưởng thưởng cho các con để cho động viên các con thêm nhiều hơn điều tuyệt vời nữa. Còn nhà Midu có một nhiệm vụ là ghi nhận tất cả những cái gì khó khăn của các chuyên gia tăng chiều cao để lại xây dựng hệ thống để làm nền tảng, làm bệ phóng và để hoàn thiện nhanh hơn, kỹ hơn, dữ liệu được lâu hơn, tốt hơn cho tất cả các chuyên gia tăng chiều cao. Vậy thì các chị thấy rằng là đến với gia đình nhà Midu, thật sự các chị em chuyên gia tăng chiều cao và các khách hàng được nhà Midu đang được tiếp cận, thực sự phải cảm ơn gia đình nhà Midu, cảm ơn bác sĩ Hiên và cảm ơn CEO Nguyễn Xuân Hợp. Chứ còn chúng ta không, bởi vì nhá, nếu như khi chúng ta chỉ là người bán hàng thực phẩm chức năng thì chúng ta nghĩ rằng à, mọi người mua hàng của chúng ta thì chúng ta phải cảm ơn. Không có đâu ạ. Nếu như các bạn không biết được giải pháp của Midu, các bạn không thay đổi được tư duy của các bạn không làm được những cái điều mà tư duy chúng ta không mất tiền, chúng ta tối đa nhanh nhất có thể. Đúng không? Chúng ta không làm cho gọi là tối ưu thế hệ thứ hai của chúng ta bằng cách là yêu sinh ngay trong bụng mẹ thì rõ ràng là chúng ta sẽ chưa thể có được những em bé giống như chuẩn vóc châu Âu ngay từ trong bụng mẹ, đúng không ạ? Nên là thực sự tăng chiều cao, khi chúng ta là chuyên gia tăng chiều cao, chúng ta mới là người xuống núi bước những bước chân đầu tiên, và khi những bước chân đầu tiên đó thì được chính những phụ huynh, những các con và bác sĩ Hiên cũng cũng phải học chứ ạ. Bác sĩ Hiên cũng phải cùng với lại các cái chuyên gia kia, cùng các em admin để xem là các cái câu hỏi của các anh chị như thế nào để được đọc, để xem, và như thế thì làm sao để mình có thể đưa ra những cái giải pháp tổng thể tốt hơn nữa để có thể tối ưu để đáp ứng từng cá nhân hóa với từng các con nữa. Đúng không ạ? Vậy thì chuyên gia tăng chiều cao của chúng ta cũng thế, chúng ta chăm sóc chiều cao cho các con dựa trên những ngủ, nghỉ, vận động. Chúng con chỉ cần uống nước thôi cũng đã làm thay đổi chiều cao của con rồi. Con cần ăn sáng đầy đủ cũng đã làm tăng chiều cao của con rồi. Có ba cái từ không đối với ăn. Không ăn đêm. Không ăn quá dày bữa. Không ăn quá dày bữa được hiểu thế này. Hiện tại như bây giờ, rất nhiều các trường sinh lý ở Việt Nam, trường mầm non ấy, cho các con ăn cứ khoảng 2 tiếng một bữa. Tức là thời gian 8 tiếng ở trường học con ăn 4 bữa. Đó là chỉ phù hợp với giai đoạn trẻ bị suy dinh dưỡng. Còn cơ chế sinh lý bình thường, các con như vậy thì cơ thể luôn luôn chỉ có tiêu hóa thôi. Không làm được một việc gì ngoài cái việc tiêu hóa. Vậy nhá, thì chúng ta là không ăn đêm này. Thứ hai nữa là không ăn dày bữa này. Và không được bỏ ăn sáng. Đấy với từ ăn, ba không đối với ăn. Rất là đơn giản đúng không? Chúng ta ngủ nhá, thì có ba từ ngủ đúng là chuẩn nhất. Thứ hai là thực ra đây là cái câu ngủ đúng là để bà tí đó, bác sĩ Hiên sẽ nói một là ngủ đúng, thứ hai nữa là ngủ đủ, thứ ba nữa là ngủ sâu, và còn vận động thì phải đảm bảo là động tác liên quan đến dớn với. Vậy thì những động tác dớn với là gì? Em có một cái phương pháp mà có thể chuẩn nhất, đấy chính là phương pháp nhảy dây với từ khóa không đếm được. Thì nhảy dây này, cường độ cao này, đo lường được này, đong đếm được này. Đấy, thì đấy là cái điều mà còn lại là con trai của bác sĩ Hiên thì
Bác sĩ Hiên nói thế này, bạn đấy là trong tình sử sai thai sản, bạn đấy là người mà sinh sinh non có 34 tuần 5 ngày, không biết là như này có xin phép được MC Thanh Huyền cho thêm thời gian nữa không hay lại không được thời gian à? Hôm nay thì thực ra là đáng lẽ là sẽ có một cái phần Thế đào thôi bác tạo sĩ của xin thầy phép Hợp. thôi, không để đến chỗ đó khác kể á. Nhường này cho MC Thanh Huyền ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ về phần chia sẻ cực kỳ là tuyệt vời và hôm nay có rất nhiều kiến thức chuyên sâu. Thực ra là cũng phải cảm ơn bác sĩ Hiên, tại vì thực ra hôm nay đáng lẽ ra là sẽ có một phần đào tạo của thầy Hợp, nhưng mà thầy Hợp do là có việc đột xuất thế nên là sẽ không thể tham gia đào tạo cùng với tất cả các anh chị em được. Và với một cái tình yêu thương rất là lớn với cộng đồng chuyên gia phát triển chiều cao của chúng ta hôm nay thì thầy Hợp cũng đã cùng với cả phòng media đã chuẩn bị một cái video video đào tạo ngắn để có thể phát luôn trong cái buổi cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay, và cũng chỉ là video ngắn thôi khoảng tầm 5 phút để mà hỗ trợ cho tất cả các anh chị có được một cái phần kiến thức và có một cái phần đào tạo rất là trọn vẹn. Vâng ạ, chính vì vậy mà hôm nay thì sẽ có rất là nhiều thời gian để mà bác sĩ Hiên có thể chia sẻ cùng với tất cả các anh chị em trong Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Vâng ạ, và vừa rồi thì bác sĩ Hiên đã chia sẻ rất là nhiều kiến thức rồi, và có thể là lát nữa sẽ mời bác sĩ Hiên lên ở tiếp cái phần là hỏi đáp thì lúc đó là các anh chị có thể tiếp tục trao đổi với bác sĩ Hiên và nghe bác sĩ Hiên chia sẻ tiếp. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta còn một cái phần đào tạo rất là tuyệt vời của thầy Hợp nữa, và cái phần đào tạo này ạ thì hướng đến là sẽ nó được thiết kế là dành cho những cái học viên mới tốt nghiệp, và trong cái buổi ngày hôm nay đã có rất là nhiều các anh chị vừa mới tốt nghiệp khóa K34 vừa rồi đúng không ạ, vừa mới cách đây 2 ngày, thì cái module này nó cực kỳ phù hợp với những anh chị đó. Tuy nhiên thì chính những anh chị mà đã tốt nghiệp lâu rồi thì cũng sẽ cần cái module này đấy anh chị ạ. Và các anh chị có thấy điều này nó tuyệt vời không ạ? Các anh chị có thể là thả tim thả bông để cảm ơn cái sự tâm huyết của thầy Hợp, và chúng ta sẽ đến với phần đào tạo này anh chị nhé. Cả nhà có thể thả bông thả tim để cảm ơn thầy Hợp trước được không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, và tiếp theo đây thì xin phép mời các anh chị đến với phần đào tạo với chủ đề việc của chúng ta Bạn là đi có bị cả phao sợ tổ. hay là gặp nhau, bạn có bị sợ hay là chán nản khi phải nhìn thấy mặt tôi không ạ? Nhưng dù bạn ngấy rồi hay là đang rất hào hứng thì tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là hỗ trợ cho bạn trở thành một chuyên gia phát triển chiều cao thành công. Chuyên gia phát triển chiều cao thành công nghĩa là chúng ta sẽ hoàn thành được hai việc. Một là mình giúp được đời, mình giúp cho các con cao lên, giúp các con khỏe hơn, đạt được thể trạng và chiều cao như mong ước. Mình giúp cho các phụ huynh hiểu được kiến thức tăng chiều cao chuẩn khoa học, giúp họ tránh được vô tình mà họ làm hại con khi cứ bơm canxi lắng đọng vô tội vạ, giúp những người trưởng thành biết bảo vệ sức khỏe chủ động, đặc biệt là sức khỏe xương và tim mạch, đồng thời có được giải pháp ngay trước mắt để giúp họ tránh được các tình trạng do không chuyển hóa được canxi gây nên. Thứ hai là đời giúp mình. Việc số 2 này là hệ quả của việc số 1. Khi bạn làm tốt được việc số 1 thì tự việc số 2 sẽ đến. Khi đó bạn trở thành người có uy tín trong cộng đồng của mình. Những người nỗ lực và kiên trì trở thành một chuyên gia phát triển chiều cao thực thụ là rất có vị thế cho cộng đồng anh chị nhé. Và những khách hàng sẽ đến với bạn, sẽ hỏi bạn không phải chỉ mi đu đâu mà còn những thứ khác nữa xung quanh cái sức khỏe cho con họ và cả gia đình. Khi đó bạn đương nhiên rồi, bạn sẽ bán được hàng, nhiều hàng là đằng khác, không chỉ bán được mi đu mình còn bán được nhiều thứ nữa, và như vậy vị thế cũng như tài chính bạn sẽ có đủ cả. Vậy chuyên gia phát triển chiều cao thành công bắt đầu từ đâu? Câu trả lời chỉ có một thôi, bắt đầu bằng việc tặng phác đồ. Thực vậy anh chị ạ. Hôm trước có chị tốt nghiệp K32 mới được có vài ngày đã nhắn cho tôi bảo là em thấy các anh chị làm Midu giỏi quá, em thì chưa có đơn thầy ạ. Đừng quan tâm tới điều đó, chúng ta hãy đi tặng phác đồ cho những đứa trẻ xung quanh. Anh chị em họ hàng của bạn có con không?
bạn bè của bạn có con không? Rồi, bạn của con bạn đâu rồi? Đừng nghĩ đến việc bán hàng, cứ chăm chăm đi bán hàng sao mà bán được. Hãy giúp những đứa trẻ xung quanh bạn trước mắt bằng việc tặng phác đồ. Phác đồ hay lắm. Ở buổi tốt nghiệp, bạn đã được học là phác đồ không chỉ là dự đoán đúng, đúng không ạ? Phác đồ còn là giúp mình và phụ huynh cùng nhìn rõ cái hiện trạng của con. Chỉ cần nói cho họ biết là con họ đang như thế nào thôi cũng đã là rất tuyệt vời rồi. Hôm trước có một phụ huynh có con 3 tuổi gặp tôi than phiền là đi mẫu giáo thấy con mình bé, bảo em lo lắng lắm. Đến khi cân đo rồi, làm phác đồ thì vẫn là đạt chuẩn. Vì sao ạ? Tại vì con sinh tháng 11, bé hơn các bạn khác một chút, đó là điều bình thường. Rất rất nhiều thứ. Và khi bạn đọc được phác đồ thật là hay thì bạn là gì ạ? Là chuyên gia thành công 60%. Thì cái ý này mình đã học trong buổi tốt nghiệp rồi đúng không ạ? Phác đồ thì là miễn phí, nhưng giá trị của nó rất là lớn. Giá trị đó khách hàng có cảm nhận được không ấy, thì không phải phụ thuộc vào Midu mà phụ thuộc vào bạn. Một đồ vật giá trị lớn mà vào tay người không biết sử dụng thì quý vô cùng. Đừng lôi kéo gạ gẫm người ta làm. Miệng bảo là làm phác đồ nhưng mà mắt đã long lanh, lấp láy, trực bán hàng rồi thì ai mà không nhìn thấy cái ý đồ đó của bạn. Bạn hãy tặng cho những người xứng đáng, biết trân trọng bạn. Mình đi tặng mà, mình phải có vị thế của người tặng. Đi tặng mà như ăn xin làm sao mà được. Bạn cứ làm đúng như vậy. Trung bình ấy, theo những chuyên gia đã tốt nghiệp trong nhiều khóa gần đây, nếu làm đúng quy trình, làm đúng vị thế, lập phác đồ, đọc phác đồ chuẩn thì cứ tặng 3 phác đồ, chúng ta sẽ có ít nhất 1 đơn hàng. Vậy ai chưa có đơn hàng, hãy đừng kêu ca phàn nàn. Hãy tặng phác đồ một cách đúng vị thế. Mình tận tâm đọc phác đồ và mình định hướng chuẩn. Chỉ cần 3 lần thành thạo như vậy thôi, chắc chắn mình sẽ có đơn. Thời gian này mình mới, hãy tập dần với con cháu mình trước. Nhưng khi đọc cho phụ huynh ấy, thì kể cả chúng ta là anh chị em trong nhà mình ấy, thì vẫn phải đúng quy trình tư vấn, vẫn đầy đủ theo các bước định hướng. Ai bảo nhanh nhanh là thôi dừng luôn, không tư vấn, không bán nữa. Vì việc phụ huynh họ cần hiểu nó rất là quan trọng. Kể cả là anh chị em ruột của bạn, mình có trông con được của họ như con của mình đâu, có nắm tay được các bạn ấy 24/24 đâu. Nên đừng tự hào khi anh em mình bảo là chị phó thác hết cho gì biết là được rồi. Không, không được. Mẹ không làm bác sĩ của con thì không ai làm thay được, anh chị không làm thay được đâu. Thời gian đầu ấy, mình đọc phác đồ nó hơi dài, hơi chậm một chút, không sao. Mình càng kỹ càng tốt. Trong cộng đồng của chúng ta có bạn Hảo ở Vũng Tàu, khi mà mới tốt nghiệp ấy, bạn mới bảo là em cứ mỗi ca mất một tiếng tư vấn, thế mới là chuẩn. Còn mình quen rồi, làm lâu rồi ấy, thì mình mới rút ngắn được dần. Lúc đó không phải là sơ sài đâu, mà do mình giỏi hơn rồi nên mình nói trọng tâm hơn, chất hơn. Lúc đó nói 30 phút thì nó như là lúc đầu mình nói một tiếng. Nhưng phải qua một giai đoạn, nếu không là chưa làm thầy đã học ăn bớt. Có những cái vấn đề mà mình chưa rõ, chưa hiểu ấy, thì mình hãy lên nhóm chuyên gia, hỏi các admin, các dược sĩ. Nếu mà có những ca khó đặc biệt thì có thể liên hệ với bác sĩ Hiên. Midu thì sẵn sàng lắm, rất mong anh chị ham học hỏi, có tinh thần sẵn sàng hoàn thiện thì lúc nào cũng chào đón hết mình luôn, vì mình là người nhà mà. Dạ vâng ạ, cảm ơn cái video đào tạo của thầy Hợp ạ. Chúng ta hãy cùng thả bông thả tim để cảm ơn thầy Hợp anh chị nhé. Vâng ạ, sau cái video vừa rồi em thấy có rất nhiều anh chị chuyên gia có đặt câu hỏi ở trong phần khung chat. Đó là video đọc phác đồ ở đâu rồi, chưa biết đọc phác đồ. Anh chị ơi, cái buổi tốt nghiệp ấy ạ, cái buổi tốt nghiệp, cái buổi mà định hướng với bản phác đồ đã chiều cao ấy, cái buổi đấy chính là cái buổi hướng dẫn các anh chị đọc phác đồ từ A đến Z mà.
Trời ơi, cả từng bước làm sao để đọc phác đồ này, làm sao để định hướng cho khách hàng này. Nếu như anh chị nào mà mình đã học từ lâu rồi, mình quên bớt rồi, hay là anh chị nào vừa mới học mình chưa nhớ, mình chưa tổng hợp lại được, thì các anh chị hãy lên trên cái kênh YouTube của Học viện Midu Mena Q7. Mình hãy vào đó và mình xem lại cái video mà thầy Hợp đào tạo trong cái buổi tốt nghiệp đấy ạ. Trong cái buổi đấy là thầy Hợp có đào tạo rồi đấy anh chị ạ. Cần tài liệu gì cũng trong đấy cũng có, và còn có cả cái slide đào tạo của buổi đấy nữa. Nếu mà anh chị nào mình cần thì mình hãy lên nhóm hoặc là hãy inbox cho Dược sĩ Phương Nhung, Dược sĩ Thu Lợi để xin cái video buổi tốt nghiệp cũng như là cái slide đấy anh chị nhá. Cái buổi tốt nghiệp chính là cái buổi định hướng với bản phác đồ dự án chiều cao đấy các anh chị. Trong buổi đấy có hết, thầy đào tạo rất kỹ, rất sâu rồi anh chị nhá. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì admin đã tổng hợp một số những câu hỏi của các anh chị. Có một số câu hỏi thì admin đã hỗ trợ trả lời rồi, nhất là những cái câu hỏi mà liên quan đến việc là con từng này tuổi, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, dưới chuẩn độ mấy, uống như thế nào, thì admin sẽ hỗ trợ riêng anh chị nhé. Là mình sẽ không thể đưa lên đây được, vì cái đấy cần phải có bản phác đồ dự đoán chiều cao thì mới có thể tư vấn được, và cũng vì thời lượng có hạn nên ngày hôm nay thì em đã lọc ra một số câu hỏi hay nhất để có thể nhờ bác sĩ Yên giải đáp tất cả chúng ta. Và em xin phép là mời sự trở lại của bác sĩ Phạm Thanh Hiên ạ. Cảm ơn em xin. Dạ vâng, và bây giờ sẽ tiếp tục là nhờ bác sĩ Yên chia sẻ tiếp, giao lưu tiếp với tất cả các anh chị em trong Zoom ngày hôm nay. Và trước tiên thì em xin phép là sẽ đọc một vài cái câu hỏi mà các anh chị đang 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 cần, đang muốn nghe giải đáp trước. Sau đó thì sẽ mời bác sĩ Yên chia sẻ những kiến thức mà ngay trong buổi ngày hôm nay các anh chị đặt những cái câu hỏi kia là các anh chị đã hỏi từ trước rồi, đã hỏi trước chương trình rồi, nhờ các admin là gửi đến bác sĩ. Còn những anh chị mà đang có mặt trong Zoom ngày hôm nay thì lát nữa có câu hỏi nào thì mình có thể là hỏi trực tiếp bác sĩ luôn. Dạ vâng ạ. Em xin phép một chút là có chị Thoan Hà xin cái background của em thì em trả lời luôn là chị inbox cho em nha, inbox cho cái Zalo là Midu gạch Thanh Huyền ạ, thì em sẽ có thể là gửi cái background cho mình. Midu thì thiết kế rất là nhiều cái background zoom như thế này, rất là đẹp, rất là tuyệt vời, thì mình cần thì mình hãy inbox riêng cho em thì em sẽ gửi ạ. Vâng, và bây giờ thì em xin phép là sẽ chuyển những câu hỏi của các anh chị đến cho bác sĩ Hiên. Câu hỏi đầu tiên đến từ chị Nguyễn Thị Luyện, học khóa K7, tức là một trong những khóa đầu tiên đấy ạ. Chị Luyện có câu hỏi là chế độ ăn uống như thế nào để giúp con phát triển chiều cao thưa bác sĩ? Dạ vâng ạ. À. Như bác sĩ Hiên nói rồi đấy ạ. À, để một chế độ ăn mà giúp cho con tiểu tăng chiều cao của chúng ta thì chúng ta cần phải cái quá trình mà tăng trưởng chiều cao của các con của chúng mình đang là cái bút đang lớn dần lên. Nên ở đâu đó con vẫn cần bốn nhóm thực phẩm thức ăn. Đấy chính là nhóm protein, nhóm đạm đường, nhóm glucid, nhóm lipid quên mất ạ, và các nhóm multivitamin, tức là con của chúng ta ăn khẩu phần ăn bình thường. Nhưng nếu muốn con của chúng ta tăng khẩu phần ăn bình thường thì sẽ giúp cho con tăng trưởng về về cân nặng về chung. Nhưng còn nếu mà để tăng chiều cao thì chúng ta cần phải có hai phương tiện vận chuyển. Đấy chính là vận chuyển đầu tiên là quyết định, đấy chính là hàm lượng vitamin K2, với hàm lượng là 160 microgam K2 mỗi ngày con của chúng ta mới có thể tăng cao được. Thứ hai, đấy là phương tiện vận chuyển thứ hai chính là vitamin D3. Còn đương nhiên rồi, trong cái quá trình ăn uống của chúng ta thì trong rau xanh chúng ta cũng có canxi ạ. Trong nước uống ở đâu đó với những vùng người nước cứng là chúng ta cũng có canxi đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ Hiên không đùa nữa, nhưng ý nói rằng là canxi thì chúng ta có thể bổ sung rất là nhiều. Một lạng cua đồng có đến 5.000 mg canxi, và cơ thể của chúng ta từ 8 tuổi, các con yêu của chúng mình cần từ 1.000, và đến người lớn của chúng ta thì cần 1.300 nhu cầu miligam canxi mỗi ngày. Nhưng vitamin K2 thì lại không hề có nhiều trong các gọi là các thực phẩm mà chúng ta ăn. Và cái khái niệm là vitamin K2 là sự thiếu trên toàn thế giới chứ không phải chỉ tại Việt Nam đâu ạ. À. Nếu mà để ăn được 32 mg
microgam K2 bằng con đường ăn uống thông thường thì chúng ta đã giảm được đến khoảng độ tầm 50% các nguy cơ yếu tố tim mạch và rất nhiều các cái nguyên nhân đột quỵ khác nói chung sau này. Vậy thì nếu như quay lại là nếu như chúng ta muốn tăng cao thì có phải là đạt được 45 microgam K2 chúng ta định được định lượng bằng ăn 8 quả trứng, 4,2 cân thịt bò và 6 lít sữa. Trong chúng ta không ai có thể ăn một cách đều đặn hàng ngày như vậy được, mà lại phải đạt được 160 microgam K2 con của chúng ta mới có thể thay đổi mật độ xương đối với người già và làm tăng chiều cao đối với lại con trẻ được. Vậy thì cái câu chuyện là vitamin K2 duy nhất là bổ sung bằng con đường thực phẩm chức năng. Ở trên thị trường có dòng sản phẩm Natoki mà gọi là dòng sản phẩm của Nhật, nhưng nó phải lên men để sinh ra vitamin K2 thì mới có K2. Còn nếu như chúng ta sinh ra lên men bằng rất nhiều các chủng vi khuẩn khác nhau và trong đường ruột của chúng ta có khoảng 200 các loại chủng vi khuẩn thì chắc chắn là sẽ không thể có được đem lại được cái lợi ích vitamin K2 nếu không đúng chủng vi khuẩn. Vậy thì câu chuyện nói rằng là bổ sung bằng con đường ăn uống để giúp cho con tăng chiều cao một cách vượt trội thì chúng ta chỉ có một giải pháp là bổ sung đồng tốc được được sản phẩm là tuyệt vời nhất. Đấy chính là sản phẩm đầu tiên phải có vitamin K2 với cái hàm lượng tối thiểu là 180 microgam với người lớn trung bình hoặc cả con trung bình chung. Nhưng với sơ sinh thì phải 45 microgam K2. Nên nếu như các anh chị làm chuyên gia tăng chiều cao thì sẽ thấy rằng là ở đâu đó nhà Midu sẽ gắn với cái chữ là Midu. Đấy là thể hiện là Minh Đức, tiền thân của công ty Midu. Thứ hai là Menlagil 7. Menlagil 7 là cái lõi xương sống của tất cả những cái gì giống như hệ mặt trời đấy ạ. À. Đấy là mặt trời. Và tất cả những dòng sản phẩm khác đều quay xung quanh cái lõi là vitamin K2. Với các cái nghiên cứu, cái số cái hàm đằng sau đó chính là các nghiên cứu lâm sàng được định danh trên thế giới. Ví dụ như là hàm lượng 45 microgam là dùng cho trẻ con, em bé sơ sinh. Với những cái dòng mà sản phẩm 40, 180 hay 90, ngày xưa thì có những dòng phẩm từ 90, nhưng bây giờ sẽ là định chỉ có là 180 hoặc 360. Thì đó là những cái mà đã tương đương với cái chỉ số vitamin K2 được chứng minh lâm sàng cho một loại đối tượng bệnh nào đó ạ. Vâng, bởi vì quá quá trình mà khoáng hóa chuyển hóa xương thì cả nhà phải hiểu rằng là từ khi em bé chưa sinh ra cho suốt quá trình tăng trưởng và mất đi của chúng ta luôn luôn có hai quá trình bồi xương và quá trình hủy xương. Khi quá trình bồi xương cao lên thì con của chúng ta thể hiện cao hơn bên ngoài hoặc là chống loãng xương. Còn khi mà quá trình hủy xương mà lại cao hơn thì rõ ràng là chúng ta đang bị loãng xương hoặc con của chúng ta không cao lên được nữa. Hoặc là chúng ta sẽ bị gãy và giòn xương nói chung đấy ạ. Vì vậy thì câu trả lời của em, chị xin phép được trả lời là vitamin K2 là sự thiếu trên toàn thế giới và chúng ta chỉ có thể bổ sung duy nhất bằng con đường nếu muốn đạt được sự tối ưu cho cái quá trình sinh sản ở có nghĩa là quá trình tùy từng các độ tuổi thì đó chỉ có là bổ sung là bằng bổ sung trực tiếp nguồn vitamin K2 và với cái vitamin K2 dạng Menaq7 thì sẽ cũng khác với lại các anh chị em khác, các loại vitamin K2 khác trên thị trường nói chung. Trên thị trường nói chung chỉ là vitamin K2 thôi, còn Menaq7 là vitamin dạng nghiên cứu lâm sàng. Cái dạng nghiên cứu lâm sàng nó khác nhau là cái gì? 100% là đồng phân trang. Các bạn xem nếu như trong đây một số các bạn đã sẽ đọc nhiều các cái nghiên cứu lâm sàng thì sẽ thấy là tức là có khả năng tối ưu hóa một cách trực tiếp và chúng ta có thể đo lường cái sự chính xác ký của cái nguồn nguyên liệu. Nên là có thể nói với các chuyên gia tăng chiều cao rằng là sản phẩm nhà Midu mà không tăng cao thì mới là điều lạ. Trừ các con khi bị vào trong các cái giai đoạn mà nồng độ hormone tăng trưởng không có hoặc thiếu. Còn nếu như với là người trường hợp người già, người loãng xương thì 100% làm thay đổi chỉ số mật độ khoáng hóa xương thì chúng ta đo chỉ số gót chân hoặc là cho đo những cái liên quan đến những cái chỉ số về mật độ khoáng hóa xương của cơ thể ạ. Câu trả lời như thế là được chưa em? Dạ, Thực ra bác được sĩ ạ, cũng bác sĩ thấy hơi ạ, xấu em hổ đang vì lúc tôi nào ngồi cũng có nghe bác sĩ mà micro chưa của bảo bác em sĩ đã kết thúc chưa rồi thì em thì xin thôi thôi ạ. ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vâng, và còn một cái câu hỏi tiếp theo nữa
cũng là về những cái dưỡng chất trong Midu thì có một cái câu hỏi từ chị Đỗ Thị Trang học K20, đó là cái trường hợp nào thì mình nên bổ sung thêm arginine riêng mà không phải chỉ trong Midu ấy ạ, à, bổ sung thêm arginine riêng và cái liều dùng như thế nào Dạ vâng ạ. À. Bổ sung arginine. Arginine chúng ta hiểu rằng là tại sao mà nhà Midu vẫn hay nói rằng là quá trình chuyển hóa, à, quá trình tăng chiều cao sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố. Yếu tố đấy là 16% liên quan đến giấc ngủ và 20% liên quan đến vận động. Đó, hai cái yếu tố đấy là 36%, và hai cái yếu tố đấy đều chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là làm tăng nồng độ hormone tăng trưởng. Và khi có tăng nồng độ hormone tăng trưởng thì giống như chúng ta xác định là con của chúng ta cao lên ấy, thì nó sẽ là giống như chúng ta bản thiết kế ngôi nhà. Coi như ví như ngôi nhà là một bộ khung xương đi ạ. À. Thì nếu như chúng ta muốn cái ngôi nhà của chúng ta, con của chúng ta cao 1m80 thì chúng ta phải có bản thiết kế là ngôi nhà 1m80. Thì người chủng tộc châu Âu, đất nước có ở những cái khu vực chủng tộc đó thì cái địa lý, cái gọi là thổ nhưỡng ấy, nó đã tạo ra cái gọi là cái vóc như vậy rồi, thì người ta rất là lo lắng vấn đề loãng xương, tức là kiểu nhà nó không được chắc. Thì vì chủng tộc châu Á của chúng ta thì có cái gọi là cái vóc nó nhỏ bé hơn so với lại chủng tộc châu Âu nói riêng. Vậy thì nếu như bây giờ chúng ta muốn thay đổi vóc dáng của nhà thì chúng ta phải thay đổi bản thiết kế từ 1m65 mà chuyển thành 1m80 trong khoảng 16 năm đối với con trai là điều chắc chắn được ạ. À. 1m54, bây giờ chúng ta thay đổi lên bản thiết kế là 1 mét thêm 13 cm nữa thôi đúng không ạ? Thì ít nhất là chúng ta cũng đã lên 1m68 rồi, là con của chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được nếu như chúng ta thay đổi về tư duy, để cho mỗi một cái điều mà chúng ta về thay đổi vóc đấy chúng ta được thực hiện ngay từ trong bụng mẹ. 1 cm trong bụng mẹ có cơ hội tăng 10 cm ở tuổi trưởng thành. Vậy thì bây giờ nhá, nếu như quay lại là chúng ta sử dụng arginine. Arginine bản chất là axit amin bán thiết yếu. Nếu như nhìn chung các anh chị sẽ thấy rằng nó giống như một cái thuốc đầu tay của các bệnh nhân gan, và ra ngoài thị trường thuốc thì sẽ thấy là hằng hà sa số arginine trên các sản phẩm vệ thuốc khác nhau. Thì nhưng sự khác nhau là sự khác nhau của Midu cũng như là kết quả tuyệt vời của Midu, và cũng như nói rằng dựa trên nền tảng khoa học đó đều là dựa trên những chỉ số liên quan đến nghiên cứu lâm sàng. Ví dụ thì cái trong cái đó thì nó liên quan đến cái hàm lượng là tạo ra sự khác biệt. Thì hàm lượng vitamin K2 360 cho viên, hoặc là hàm lượng vitamin K2 dạng ống 180 cho dùng cho trẻ từ 1 tuổi đến cụ già 99 tuổi bao gồm cả bà bầu, và dòng dùng cho trẻ sơ sinh là 45 microgram K2. Đấy là được gọi là cụ thể hóa tới từng đối tượng theo sinh lý khác nhau. Thì quay lại là arginine cũng vậy. Arginine thì sẽ có rất là nhiều các cái sản phẩm khác nhau dựa trên các cái hàm lượng khác nhau. Nhưng mà để hàm lượng để làm thay đổi vóc, để tác động tới lại nồng độ hormone tăng trưởng đến 60% khi sử dụng một cách đơn độc, thì đó là liều từ 175 mg trên 1 kg cân nặng. Cả nhà hiểu nhé. Với arginine ấy là chúng ta có thể sử dụng đấy chính là 100 mg dùng từ trẻ sinh non trên 1 kg cân nặng. Và đến 250 mg ở những trường hợp mà đang suy, gọi là ở trong phòng hồi sức cấp cứu khi tình trạng UZK. Đấy, nên là gọi là arginine thì vô cùng là cần thiết, vì gan là cơ quan giải độc nhanh nhất, tốt nhất cho cơ thể của chúng ta. Thì quay lại là nếu như arginine sẽ làm thay đổi mật độ xương, thay đổi tóc khi đạt được ba khi mà ở ba cái gọi là ở các cái chỉ định. Một là đầu tiên là thấp so với lại trung bình chung. Thấp so với trung bình chung. Hai, muốn đang ở chuẩn nhưng mà muốn cao một cách vượt ngưỡng là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là giai đoạn đỉnh tăng trưởng. Chúng ta cần một cái trợ để cho con vút lên. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư, đấy là trong những trường hợp mà các con phút gần như phút cuối cuối rồi, chúng ta kéo dài cái thời gian đó ra để chúng ta cho con được nhanh hơn, tốt hơn
và được cái nồng độ hormone tăng trưởng tối ưu hơn để cho con có thể dài ra thêm được phân nào thì càng tốt phân đó. Thì đấy là thứ tư. Và thứ năm nữa là trong những trường hợp béo phì. Béo phì thì sẽ có ba cái ảnh hưởng đến tăng chiều cao, đấy là về trọng lượng, tỳ đè đầu xương con cũng không cao lên được. Thứ hai, cạnh tranh vitamin D ở trong ruột. Thứ ba nữa là khi mà lớp mỡ dưới da bụng dài dày lâu ấy thì sẽ làm cho con không có làm giảm được cái nồng độ hormone tăng trưởng nội sinh. Nên là gọi là năm cái chỉ định bắt buộc khi chúng ta muốn quan tâm đến tăng chiều cao và sử dụng arginine. Arginine nhà Midu đó là một sự lựa chọn. Đó là dòng arginine với một ống 10 ml nhưng có tới 2000 mg arginine. Trên hộp thuốc ghi rất rõ là 5 mg tương đương với lại 1 gam arginine, tức là 1000 mg. Vâng, và nếu như con của chúng ta ở trong các thời điểm nói chung, vì arginine thì là axit amin bán thiết yếu, có rất nhiều trong thịt gà, có rất nhiều trong trứng sữa. Nên nếu như chúng ta muốn mà con của chúng ta ăn được nhiều nồng độ arginine lên thì chúng ta nên ăn lườn gà đấy. Ở nhà có thấy rằng là ăn lườn gà đấy, lườn gà hoặc là ăn thịt gà nhiều thì sẽ giúp cho làm arginine thì không hề là khó khăn giống như là vitamin K2 đâu ạ. Arginine thì dễ dàng nhưng mà tính bằng gam. Còn vitamin K2 rất là thiếu nhưng lại được tính bằng microgam ạ. Đấy là cái sự khác biệt giữa gọi là hai cái sản phẩm mà có thể giúp thay đổi được cái vóc và thay đổi mật độ xương. Nó giống như là một quá trình mà chúng ta có vóc cao lên rồi nhưng chúng ta không thể lỏng lẻo được, cơ thể của chúng ta không thể lỏng lẻo được. Vậy thì chúng ta cần có sự vitamin K2 để trợ cho cơ thể con của chúng ta phải vững chắc. Và các bạn dùng sẽ thấy sự chắc chắn khi con của chúng ta thay đổi. Đấy là như CEO Nguyễn Xuân Hợp vừa chia sẻ cái video đấy. Bản thân khi các con được sử dụng giải pháp Midu cộng với việc luyện tập, cộng với việc ngủ nghỉ, bản thân các con đã được khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Và đấy mới là điều mà nhà Midu mong muốn. Từ được cái sự của các con, từ được sự tin yêu của gia đình, nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự chắc chắn của các con. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta đưa ra một cái hệ xương khớp của các con loãng xương, lỏng lẻo, thì rõ ràng là đâu chúng ta đâu có mong muốn một thế hệ như vậy. Chúng ta mong muốn phải một thế hệ thật sự là chắc chắn khỏe mạnh. Vâng ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Hiên. Vâng, bác Dạ. sĩ Hiên muốn tiếp tiếp tục chia sẻ đấy Vâng. ạ. Em thấy bác sĩ vẫn còn đang muốn muốn tiếp tục điều gì đấy. Bác sĩ Hiên, bởi vì là rất là cảm ơn câu của em Bùi Thị Sứ. Nhà Midu không bán sản phẩm ạ. Mà rất thật với cả nhà, nếu như là nhà Midu bán sản phẩm thì nhà Midu bán vào trong những có những cái kênh. Và bác sĩ Hiên nói rằng là nếu như giả sử như nhá, cả nhà cứ nghĩ xem nhá, cả nhà cứ nghĩ xem. Đây là một gợi ý. Nếu như chúng ta chăm một phòng mạch tư sản một ngày có khoảng 200 bệnh nhân, chúng ta chăm một bệnh viện sản có một ngày có khoảng 10.000 lượt khám, thì cả nhà sẽ thấy rằng là cái lượng bán nó sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều. Thực sự. Và ở đó người ta đo lường được trường hợp gãy xương, đo lường được. Tất cả những điều đấy chúng ta đều đo lường được bằng máy móc hết. Và đấy mới là những nguyện ước của nhà Midu, làm điều tuyệt vời hơn nữa. Còn nhưng tăng chiều cao là cái dễ nhất trong cộng đồng, nhưng cũng lại là một cái để cải thiện giống nòi. Cả nhà có biết cái từ khóa là cải thiện giống nòi, nó mang trong mình một cái sứ mệnh nó rất là nhiều. Không phải vì là chỉ là kiếm tiền. Khi chúng ta cải thiện giống nòi, chúng ta sẽ thấy rằng là thực sự là khác biệt. Bởi vì khi mà ở những cái tầm vóc đâu đó, khi các con của chúng ta đi thi đấu nước ngoài, chúng ta thiếu thể lực, đau xót cực kỳ ạ. Nên cái điều mà chúng ta muốn rằng đấy chính là sự cải thiện giống nòi. Mà chính cái điều cải thiện giống nòi đấy mới là cái sự tâm huyết của bác sĩ Hiên, sự tâm huyết của CEO Nguyễn Xuân Hợp và tất cả chúng ta ở đây, chúng ta được gọi là chuyên gia tăng chiều cao này. Chúng ta là đại sứ cơ mà. Chúng ta là sự nghiệp cơ mà.
Khi chúng ta là chuyên gia tăng chiều cao, chúng ta đã là professor ở một cái vị trí nào rồi. Nhưng khi chúng ta làm đại sứ là chúng ta mang trong mình một sứ mệnh lớn. Cả nhà sẽ thấy nó khác hơn rất nhiều. Và khi thực sự chúng ta là một sự nghiệp thì nó sẽ liên quan cả đến một quá trình làm việc của chúng ta. Không chỉ 1 năm, 2 năm, mà một sự nghiệp được kế thừa. Và sự tiếp nối cái sự nghiệp đó có thể con cháu chúng ta vẫn đang làm tiếp mà. Đó mới là sứ mệnh bác sĩ Hiên, đấy mới là tâm nguyện của bác sĩ Hiên. Và những cái điều mà CEO Nguyễn Xuân Hợp cùng với bác sĩ Hiên vun đắp từng ngày, và tất cả gia đình nhà Midu cùng làm những việc đó, và mong muốn làm sao tất cả những cái ngọn lửa trong lòng mình chúng ta được lan tỏa đầu tiên cho chính con mình đã. Nhà Midu đâu có khuyến nghị các bạn khi không học là không dùng sản phẩm luôn, không học, không bán và không sử dụng, kể cả trên Dropshipping không. Nếu như không hiểu sản phẩm thì không nên dùng. Đó là một điều rất là rõ ràng. Đấy nên là thực sự là cảm ơn em nha, Sứ lại có để cho chị Hiên để có lại có những cái. Nhưng thực sự khi chúng ta cải thiện giống nòi, chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ là tuyệt vời. Con của bác sĩ Hiên nhá, chồng bác sĩ Hiên chỉ sinh một cao 1m64 thôi, và bác sĩ Hiên chỉ 1m53 thôi. Nhưng con trai của bác sĩ Hiên, ngày đó bác sĩ Hiên định rằng con sẽ cao 1m88. Bạn ấy bảo không, con chỉ cao 1m80 thôi, 1m88 cao quá mẹ ạ, trên một bạn sinh non. Sinh non có 34 tuần thôi ạ. Thế và thứ hai nữa là trong cái khoảng thời điểm mà nhà Midu bán hàng rất là tốt, con bác sĩ Hiên không có dùng đâu ạ, không có hàng để dùng đâu ạ. Vì bác sĩ Hiên không có quan điểm là, chẳng nghĩa là kiểu như từng đại lý đang thiếu từng từng hộp, mà bác sĩ Hiên không có cần như là không lấy được về cho con mình dùng. Và cũng là bỏ qua cái giai đoạn tăng trưởng. Bạn đấy là 17 tháng 7 2010, con cao 1m76. Và bác sĩ Hiên nói rằng nếu con cao 1m88 là có thể được. Nhưng mà nhé, nhìn bạn ấy nhé, mọi người đều bảo rằng ấy, bạn ấy là giống giai Hàn Quốc. Chứng tỏ là mình được nhãn đường lai giống rồi, đúng không? Tuyệt vời quá ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Và em xin phép là sẽ còn một câu hỏi cuối cùng với bác sĩ nữa. Nếu không thì sợ là sẽ không kịp mất. Vâng, còn một cái câu hỏi nữa. Em thấy cũng là một câu hỏi khá là hay. Đến từ chị Văn Thị Kiều Trang, học K26. Chị Kiều Trang có câu hỏi đó là có hiện tại bên ngoài thị trường thì đang có một số cái thành có một số cái sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ với cái thành phần canxi là canxi nano, mà như bác sĩ Hiên chia sẻ thì sử dụng canxi nano lâu dài sẽ gây nên cái nghịch lý canxi. Vậy thì khi mà mình sử dụng Midu cộng với cả sử dụng cái sản phẩm sữa như thế này lâu dài thì có gây cái tác dụng phụ không mong muốn không ạ? Thực ra đấy thì cái câu chuyện nghịch lý san canxi là câu chuyện là có nhiều năm nay trên thế giới, và có một quyển sách là Đừng chết bởi canxi. Các bạn có thể lốt lại từ khóa đó và đi mua quyển sách đó để về đọc, là Đừng chết bởi canxi. Và khi mà cái lượng mà canxi bị canxi cộng với sữa nó tạo ra là phốt phát canxi hóa, thì nó sẽ gây ra ở đâu đó, nó sẽ gây ra cái sự lắng đọng cũng khá là nhiều. Ở những thập niên cách đây khoảng tầm 10 năm trước, chắc chắn rằng là có cái dòng sữa Enin chẳng hạn đấy, thì sau khi dùng xong rồi thì hình như là mọi người có cái hiện tượng là bị sỏi thận. Và thực sự với cả nhà rằng để có những điều tuyệt vời như ngày hôm nay, bác sĩ Hiên đã từng đổ xuống sông khoảng tầm 1,4 tỷ tiền hàng. Đấy là tiền tiền sản xuất ra đấy nhá, chứ không phải là tiền mà định bán ở đâu đấy. Và cái khi mà sản xuất ra như vậy thì người đầu tiên bác sĩ Hiên luôn luôn có quan điểm là bố mẹ anh chị em, những người thân đầu tiên được dùng. Và khi mẹ mình dùng, mẹ là mình là người huyết áp thấp, cụ sinh năm 1946. Khi sử dụng trong vòng 8 tháng thì bà bị sỏi thận, và trên nền huyết áp thấp thì bị suy tĩnh mạch chi. Thì như vậy thì mẹ bác sĩ Hiên đã làm ra dòng sản phẩm chỉ có một mình K20 thôi. Đó là dòng K2 mà để cho thay đổi được cái chỉ gọi là cái chỉ số đó sẽ làm thay đổi cái
gọi là cái đảo ngược cái quá trình rối loạn mạch gọi là vôi hóa đấy. Thì sau đó là 3 tháng thì mẹ bác sĩ Hiên không bị chi bị đau nữa, đau tức của cái suy tĩnh mạch chi, và sau 8 tháng bà cũng không còn biểu hiện của sỏi thận nữa. Cái câu chuyện mà nói rằng kể cả canxi cơm bác sĩ Hiên cũng biết hết ạ. À, thực sự với cả nhà là rất là may mắn là hình như là bác sĩ Hiên cũng được có rất là nhiều điều tuyệt vời để mình có thể có những cái cơ hội được cảm nhận Unican ấy, là dòng sản phẩm canxi cơm ấy. Thực sự thì những cái dòng sản phẩm đó các bạn phải hiểu được con đường chuyển hóa. Khi chúng ta hiểu con đường chuyển hóa thì chúng ta sẽ khác ạ. À, chuyển hóa vì có bao nhiêu canxi không quan trọng nếu không có chuyển hóa canxi. Và CEO Nguyễn Xuân Hập hiểu như thế này: trong cơ thể của chúng ta nó có một cái xe chứ, cái xe đó được hiểu rằng là toàn bộ canxi được gắn với vitamin D, là cái xe dừng lại ở hệ thống mạch máu. Nếu như chúng ta không có xăng thì xăng của chúng ta sẽ không thể chuyển đổi được vào trong tim mạch cũng như là vào trong hệ xương. Vậy thì nếu như cả nhà sẽ xem các video ấy, cả nhà thấy hình tượng hóa một em bé là nếu cái điện thoại đấy, cái cầm cái điện thoại này chơi chơi trên đây này, nhưng nếu không có vitamin K2 ấy, thì sẽ không, cái điện thoại có nghĩa là nó gần như không hoạt động. Vậy thì rõ ràng cả nhà có thấy rằng là vậy cái câu chuyện ở đây là K2 quan trọng, D3, canxi, magie và arginine chỉ là những yếu tố đồng thuận hơn nữa để cho cái quá trình hấp thu được tối ưu hơn nữa mà giải pháp nhà Midu mang lại. Nên đó là lý do vì sao mà bác sĩ Hiên có thể là tự tin nói về sản phẩm. Nếu là sản phẩm không phải là số sản phẩm thứ nhất thì không có sản phẩm thứ hai gì đấy. Tức là đấy là trêu trêu mình kiểu có trẻ con hay nói, nhưng thực ra bác sĩ Hiên không nhớ nên không không nói theo cái kiểu đấy được ấy, ý là như thế. Tức là nếu như có sản phẩm nào tốt hơn thì chắc chắn là không bao giờ có tại thời điểm như bây giờ. Không, đấy là về sản phẩm là như vậy. Thế nên là cái câu chuyện của chúng ta phải hiểu rằng đấy chính là vitamin K2 và hàm lượng được chuẩn hóa. Và vitamin K2 dạng đồng phân 100% dạng gram, tức là tối ưu hóa hấp thu tối ưu hóa nhất. Và một điểm tuyệt vời nữa, thực sự với cả nhà, nhà Midu trong cái quá trình sản phẩm thì nó sẽ có là cộng trừ 20%, và nhà Midu luôn luôn dòng K2 là để tăng lên 20% trong sản phẩm. Nên dòng sản phẩm đã là tuyệt vời rồi lại còn tối ưu và còn tuyệt vời hơn nữa. Đấy, đấy là cái điều mà chuyên gia tăng chiều cao ở đây mọi người sẽ cùng nhau để làm sao cho những cái điều mà tâm huyết của bác sĩ Hiên được hiện thực hóa chính con mình, chính anh chị em bố mẹ mình. Và thực sự với cả nhà, ngày hôm nay là ngày 19 tháng 10, và thông thường thì ngày 20 tháng 10 đấy là ngày mà tôn vinh các phụ nữ chúng ta, đúng không ạ? Thì bác sĩ Hiên hôm nay có đánh đơn khoảng tầm 30 cái sản phẩm, 30 bộ sản phẩm, và được hiểu rằng cái lời truyền tải đấy là dành cho những người phụ nữ tôi yêu thương. Cả nhà xem nhá, đây là một bộ sản phẩm của bác sĩ Hiên dành tặng cho những người thân yêu, đấy chính là bố mẹ mình còn sống này, cô chú ông bà, những người mà thế hệ sinh ra mình còn sống, anh chị em ruột này, và những người nào đó mà mình thấy rằng là những người mình yêu thương, đúng không ạ? Đấy nha, đầu tiên này, dòng sản phẩm này chưa có trên thị trường, nhưng đây chính là dòng sản phẩm để chữa đột quỵ. Cả nhà sẽ thấy rằng có tim này, có não bộ và có thận này, để làm đảo ngược quá trình lão hóa. Và trên bàn làm việc của bác sĩ Hiên luôn luôn có hai sản phẩm này, ngày nào cũng uống. Mình hình như là trẻ hơn đấy so với lại các video khác ngày xưa. Đây là thứ hai nữa, là dòng sản phẩm này là có DHA K2, nhưng thực tế ở đây đó chính là DHA, là DHA vi tảo, một DHA duy nhất ở Bắc Mỹ, để giúp cho tốc độ xử lý thông tin, cái não bộ của chúng ta sẽ không bị lão hóa. Đấy nha, đây là hai phần quà đầu tiên, đấy là gọi là dành cho những người phụ nữ tôi yêu. Bác sĩ Hiền chuẩn bị phần quà xịn thế. Đây nữa,
Đây là một cặp ba để làm sao cho mỗi ngày chúng ta uống một viên thôi. Đó là sẽ đảo ngược quá trình lão hóa. Thứ hai, sống khỏe. Thứ ba, sống có trí tuệ. Đấy là nguyện của bác sĩ Hiên như vậy. Thế nên cũng chia sẻ với cả nhà, vì chúng ta ở đây chúng ta cũng là phụ nữ, chúng ta cũng muốn mong muốn đạt được tôn vinh chứ. Nhưng cái quan trọng nhất là người phụ nữ đó phải là biết chăm lo sức khỏe cho chính mình, phải biết tôn vinh cả chính cái con người bên trong của mình nữa, nên phải biết chăm lo sức khỏe cho chính thân mình. Và đây là một bộ cặp ba, đây là gọi là phần quà, này là còn hai phần quà nữa để ngày mai trao tặng cho mọi người nữa. Nên đây là gọi là, đây là bộ ba sản phẩm giải pháp tối ưu để làm gì, để là giúp cho những người phụ nữ tôi yêu luôn luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an và sống trí tuệ ạ. Cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Yên. Hôm nay bác sĩ Yên bật mí sản phẩm mới như thế này là ngày mai admin bão tin nhắn luôn. Nhưng mà bác sĩ Hiên có một cái quan điểm thế này, thì thực ra bác sĩ Hiên thì làm, bác sĩ Hiên chỉ là người về làm sản phẩm nên thôi nhá, ngày mai các bạn chứ không hỏi, vì nếu hỏi thì là bác sĩ Hiên là bị CEO Nguyễn Xuân Hồng mắng rất là nhiều, mà mỗi lần sẽ đọc dài lắm. Thực Nay sản là, phẩm nhưng này mà thì có chưa ra hiểu mắt rằng thôi là chị những nha. điều tuyệt vời nhất muốn chia sẻ với chúng ta, còn khi mà có đầy đủ các giấy tờ về mặt pháp lý. Đây là quà tặng ạ. À, cái quà tặng này là được chuyển tới những người thân yêu của mình. Gọi là thông điệp ấy là gọi là gửi tặng những người phụ nữ tôi yêu nhất. Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Hiên. Và em cũng xin phép là đây là các sản phẩm mới chưa chính thức ra mắt, nên hôm nay bác sĩ chỉ bật mí trước một xíu thôi. Và các anh chị cũng đừng vội hỏi khi nào mà các sản phẩm này có đầy đủ các thủ tục, cũng như là sẽ có một cái buổi chính thức ra mắt với tất cả các anh chị em nhà mình sau anh chị nhé. Vâng ạ, và cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Yên hết sức là tuyệt vời. Và hiện tại thì cũng khá là muộn rồi, còn 10 phút nữa thôi là đã đến 10 giờ rồi. Nên em xin phép là chúng ta sẽ có những cái câu hỏi có thể là chuyển đến cái phần cộng đồng chuyên gia kỳ sau. Vì thực ra là đợt này nó rất là hay ở một chỗ, đó là sẽ có, bình thường chưa bao giờ có 2 tuần liên tiếp có chương trình cộng đồng chuyên gia đâu anh chị ạ. À, nhưng mà đợt này thì video đặc cách, đó là tuần này có một buổi và tuần sau cũng có một buổi cộng đồng chuyên gia nữa anh chị nhá. Nên là tất cả các anh chị nhà mình hôm nay ở đây, nếu có còn cái câu hỏi nào mà chưa được giải đáp, vẫn còn một chút băn khoăn, thì một là có thể hỏi các admin trước, các dược sĩ trước. Trong trường hợp mà cứ câu hỏi nó quá chuyên sâu thì admin hoặc là dược sĩ sẽ chuyển đến bác sĩ và sẽ giải đáp cho các anh chị trong cái chương trình cộng đồng chuyên gia vào tuần sau ạ. Và ngày hôm nay thì còn một cái phần phần nữa trong cái chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần quay số trúng thưởng. Chắc chắn là phần này cũng rất là nhiều các anh chị đã mong chờ đúng không ạ? Thì em xin phép là mình sẽ thực hiện luôn, để mà đúng như cái tiêu chí của Midu là 10 giờ là các anh chị đi ngủ, các con đi ngủ, để mà có một chiều cao tốt và một sức khỏe tốt. Thế nên là chúng ta sẽ cố gắng kết thúc cái chương trình ngày hôm nay trước 10 giờ anh chị nhé. Chắc chắn là buổi này có record rồi ạ. Ngày mai sẽ đăng cái bản record lên YouTube và gửi lại cho các anh chị. Hôm nay thì admin cũng đã tổng hợp mà các cái mã số quay số trúng thưởng rồi, và em xin phép là sẽ share cái màn hình quay số trúng thưởng. Mình làm nhanh luôn anh chị nha. Và em cũng xin phép phổ biến một chút, đó là mình sẽ có 2 phần quà may mắn dành cho những anh chị còn có mặt ở trong Zoom đến giờ phút này. Tức là em quay vào cái mã số nào mà các anh chị đã out Zoom rồi thì em xin phép là sẽ quay lại để dành cái phần quà đó cho một anh chị khác đang có mặt ở trong Zoom, nên là phải ở trong Zoom thì mới được nhận quà anh chị nha. Và em xin phép là sẽ quay cái mã số trúng thưởng đầu tiên ạ. Vâng ạ, à, chúc mừng anh chị có mã số 54907 ạ. À, anh chị có mã số 54907 có ở trong Zoom không ạ? À, chị Mai Thị Hương ạ. À, chị Mai Thị Hương mã số 54907 có ở trong Zoom không ạ? À, mình hãy giúp em giơ tay hoặc là comment chữ có ở trong khung chat để admin ghi nhận nhé. Chị Mai Thị Hương có ở trong Zoom không ạ? Em bắt đầu đếm ngược nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, hết giờ ạ. Vâng ạ, vậy thì em xin phép là quay lại và gửi đến phần quà này đến một anh chị khác nha. Vâng ạ, chúc mừng mã số 55600. Em thấy chị Dương Nguyệt đã comment cái mã số này ngay bên trên rồi đấy ạ. Chúc mừng chị Dương Nguyệt ạ. Vâng ạ. Và đây là phần quà đầu tiên. Có một người đã được may mắn đã được nhận phần quà này là chị Dương Thị Nguyệt, mã số 55600 ạ. Vâng, và tiếp theo chúng ta còn một phần quà cuối cùng nữa. Nào, để xem ai sẽ là người được vũ trụ gọi tên ngày hôm nay ạ. Các anh chị ơi, một số anh chị bảo là không có thấy mã số ấy. Thì đầu giờ tất cả mọi người đã lấy mã số rồi. Và admin sẽ khóa cái đường link lấy mã số vào khoảng 9 giờ. Nên là bây giờ là đã không còn lấy được mã số nữa. Và các anh chị có thể là đợi đến cái chương trình cộng đồng chuyên gia tiếp theo. Thì mình hãy nhớ là lấy mã số từ sớm anh chị nha. Vâng ạ, à, phần quà cuối cùng ạ. À. Vâng ạ, chúc mừng mã số 55673. Mã số 55673. Vâng ạ, chị Hà Thị Thùy đúng không ạ? Em thấy chị Hà Thùy có rồi đấy ạ. Vâng ạ. Và vâng, chúc mừng anh hai chị đã là hai người may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Đã nhận được cái phần quà may mắn từ Midu, và ngày mai thì admin của Midu sẽ liên hệ đến các anh chị để mà tặng phần quà này anh chị nhé. Vâng ạ, có một số anh chị đã bảo em là tặng quà tiếp đi. Vâng, thực ra là mỗi chương trình cộng đồng chuyên gia thì đều sẽ có những phần quà may mắn. Thế nên là kỳ này chúng ta chưa được nhận thì chúng ta hãy tiếp tục tham gia những kỳ tiếp theo, và chắc chắn một ngày nào đó thì vũ trụ sẽ gọi tên của chúng ta đúng không ạ? Vâng, và một lần nữa thì em xin cảm ơn bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiên, cảm ơn thầy CEO Nguyễn Xuân Hợp và cảm ơn tất cả các anh chị có mặt trong Zoom ngày hôm nay đã đồng hành cùng với Midu đến tận giờ phút này. Và đến đây thì chương trình xin phép được tạm dừng và chúng ta có thể bật mic lên để chào thầy, chào bác sĩ và cùng chào nhau ạ. Và ngày mai là ngày 20 tháng 10 rồi, thì chúc các anh chị, chúc tất cả các chị em phụ nữ chúng ta sẽ có những cái phần quà tuyệt vời được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn các anh chị ạ. Chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Dạ, chúc các anh chị ngủ Dạ. ngon, chúc bác sĩ ngủ ngon ạ. Dạ. Em chào bác sĩ, em chào cả nhà. Dạ. Chào bác sĩ, chào cả nhà. Chào Dạ. bác sĩ, chào Dạ, cả cảm ơn nhà. chị ạ. Chào cả nhà. Dạ. 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 Dạ, chào bác sĩ ạ. Em Chào chào cả FMC ạ. nhà. Chào Dạ. cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm Phần ơn này bác đi, phần này này đi. Chúc em. tổ chức.